Xin chào tất cả các bạn khán tính giả thân yêu Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì uh, Mai rất vui được gửi tới các bạn nội dung của tập truyện tiếp theo Tập truyện thứ hai 2 à, Các bạn hãy cùng đón nghe và chia sẻ lại cảm nhận của mình dưới phần bình luận Cũng như đừng quên là đăng ký kênh Theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nha các bạn Tập 2 Hôm ấy, Hân trải lòng ra hết với nữ hiệu trưởng của mình Trước đây cô khá kiến tiếng Ít khi chia sẻ với ai những chuyện riêng tư Xong sự việc đến nước này cô không muốn giấu nghe cô kể đến đâu nước mắt lan dài đến đó chị hòa hiệu trưởng an ủi đời khó nói trước điều gì em ạ người phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng nếu lấy người tốt thì sung sướng một đời có lấy kẻ xấu khác nào dẫm chân xuống bùn chuyện riêng của em chị em là hiểu nhất nên chị chỉ dám khuyên em nếu muốn dứt bỏ cuộc hôn nhân này thì hãy quyết tâm thà đau một lần còn hơn đau cả đời chúc em may mắn và sáng suốt Hân cúi đầu cảm ơn chị Hòa hiệu trưởng rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Đi qua các lớp bên cạnh để về lớp mình, cô để ý thấy có nhiều ánh mắt dễu cợt đuổi theo. Hình như họ cảm thấy hả hê khi cô gặp bất hạnh. Còn người ta thật ích kỷ, luôn muốn người khác không bằng mình. Nếu ai hơn là ngay lập tức bị đố kỵ ganh ghét, mặc dù ngoài mặt luôn tỏ ra tươi cười. Như Hân chẳng hạn, nói không hoa, đúng là cô đẹp nhất trường, Xong dường như cái đẹp ấy khiến cô khó sống hơn Và như cái gai trong mắt đồng nghiệp Cho dù cô chẳng bao giờ ích kỷ với ai Ba ngày sau Tại căn nhà phố Đạt đang đứng chắp tay khum núm Như gã đàn ông đang ngồi trên ghế sofa Phi phèo điếu xì gà Mong anh tha cho em Mấy ngày qua em làm hết sức Mà không tài nào tìm thấy giấy tờ nhà nó để đâu Anh cho em thư thư rồi em trả dần ạ Mẹ kiếp Thằng quái quỷ này Tiền của bố có phải lám hết đâu Thích thì vung ra cho nhặt miễn phí Mày biết số tiền lên đến bao nhiêu không 4 tỷ đấy thằng khốn à 4 tỷ chứ không phải 4 triệu Muốn sống chạy đủ 4 tỷ trả cho bố Không thì từng bộ phận trên người mày Phải ly khai khỏi cơ thể đấy Bố mày không nói chơi Dám đùa với thằng tới cấu này à Mày chán sống đúng không Dạ em muốn thế đâu Anh tha cho em Em nguyện làm trâu làm ngựa cho anh cưỡi Em xin được đầu quân dưới trướng của anh Anh tới à mày dẫn mặt với bố mày à to gan nhở cái loại vô tích sự như mày vứt cho chó cũng chả thèm bố nuôi mày cho tốn cơm tốn của mày trung quy cũng chỉ là thằng đĩ đực chuyên bám váy đàn bà để sống được cái tang dạng gì đâu căn nhà này của bố mẹ vợ mày đem cúng cho con bồ hết rồi thử hỏi giờ mày còn gì ngoài cái tút chỉ để dành cho những con đàn bà khát tình bố mày không thèm sai cái thứ ấy rồi tới quay vào trong gọi Mấy thằng mày đâu Ra đây dạy cho nó bài học cho anh Tức thì từ trên lầu Ba thằng hổ báo phanh ngực chạy xuống Mặt thằng nào thằng ấy đằng đằng sát khí Như muốn đánh nhau đến nơi Vừa nhìn thấy Đạt Một thằng hất hàm nói Anh bảo bọn em giữ thằng này á Tưởng ai Chứ cái thằng đĩ được này Chỉ cần một mình em đủ cho nó đi chầu ông bà vải Anh muốn em làm gì nó ạ à? Cho nó đi tò ngầm một chuyến đi Thằng này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà Chú làm thế nào cho nó hết lì anh không muốn nhìn thấy đống thịt này Thứ anh cần là tiền làm đi Đà cắt không còn giọt máu Khi nghe tới câu nói vậy Chẳng còn chút sĩ diện nào nữa Hắn bò đến chân ôm cưng lấy tới khóc hu hu Em xin anh Xin anh tha cho em cái mạng rẻ rách Giấy giết em thì em cũng không lấy được nợ Mà anh còn phải đi tù Anh từ bi hỉ xả tha chết cho em Đời này anh bảo em làm gì em cũng làm Mạng này từ đây cũng là của anh Mày nói ngon nhỉ Thế sao lúc vay tiền của bố Mày không nghĩ đến lúc trắng tay như thế này mà dừng lại Giờ muốn tha mạng á Được thôi Chỉ cần có ai mua mày với giá 4 tỷ Cũng bố thí luôn thôi Nhưng tiếc là thịt mày giờ có không bằng con lợn què Bố nhận về để thờ mày à Nó đến đây Tôi quay sang thằng em dứt khoát ra lệnh Nhanh lên Anh không muốn nghe nó lải nhải điếc tai lắm Tức thì thằng kia lôi sành sạch đạt đi vào bên trong Đến nhà tắm hắn dừng lại Để nắm cửa trong bồn tắm được bơm đầy nước Nhưng không phải thứ nước thông thường Mà là nước xà phòng Nhìn thôi Đạt thấy kinh rồi Bụng bảo dạ không biết nó định làm gì mình Thằng kia biết Đạt đang sợ thì nói thêm Mày chưa đi được tàu ngầm bao giờ nhỉ Vậy hôm nay mày được thưởng thức cái món ấy đấy Tao nói cho mày biết Thằng nào rơi vào tay đại ca tao Thì dẫu có cứng như đá Cũng phải mềm như bún Nào đi tắm thôi Nói xong nó dùng đôi tay hộ pháp cứng như thép nguội của mình Dìm đầu đàn xuống bồn tắm Đạt ra sức vùng vẫy Nhưng càng dễ dụa Nước xà phòng càng trào vào mũi và mồm Làm hắn ho sặc sụa Mà tra tấn này không đau đớn như đánh Nhưng kinh khủng hơn nhiều Nó khiến hắn hoảng loạn Và nghĩ nếu thằng kia cứ làm thế này mãi Chắc hắn sẽ chết mất thôi Sợ quá hắn tè cả ra quần Mồm miệng đầy những bong bóng xà phòng Mà cái đầu vẫn bị thằng kia dìm lên dìm xuống liên tục mỗi khi nó nhấc lên đạt chưa kịp thở thì ngay lập tức lại bị dìm xuống thật lâu thì ra đây chính là tàu ngầm mà chúng nói chỉ một lúc sau đạt rũ ra như tàu lá chuối lúc này thằng kiếm mới dừng tay lại hỏi thế nào mày có hứng thú với tour du lịch này không nếu chưa đã để ta cho đi tiếp thôi thôi em sợ rồi anh tha cho em tha cho em đạt chỉ nói được đến đó bắt đầu ho sặc sụa có tiếng tới cất lên đủ rồi tạm thời thế đã đưa nó lên đây tháng kia dạ một tiếng Lôi cổ hắn ra trước mặt đàn anh nhìn đạt lúc này chẳng khác gì con chuột đột quần áo ướt nhẹp lút tha lút thút người hắn run lên từng chặp chẳng biết son lạnh hay sợ tiếng đạt giờ có khác nào một con mèo hen cất lên em chết mất anh tối ơi em cắn rơm cắn cỏ mong anh tha chết cho ạ nó ho rũ chàng dài tới các giọng đều giả vợ mày đâu dạ nó đến nhà bạn nó ở doanh mày biết mày còn nợ bố cái gì không mô mày bảo sẽ tặng con vợ mày cho bố một đêm thế mà ngay cả cái hơi của nó bố cũng chưa được ngửi mày định cho bố ăn cháo hốc à giờ tính thế nào đây cưng dạ giờ nó không ở nhà em nữa đại ca em đại ca nào của mày thằng này mày tưởng bố là trẻ con à sao đem ra lừa như vị xiêm cái nhà đó có phải của mày không đâu mà to mồm giờ bố đang thiệt đơn thiệt kép xem ra không sử dụng biện pháp mạnh với mày thì không được rồi giờ chỉ còn duy nhất một cơ hội cho mày có muốn lấy công trục tội không bố cho mày cơ hội cuối cùng giờ dạ, em đội ơn anh chỉ cần anh thả em ra nhất định em tóm được con vợ về nộp cho anh ạ mày nên nhớ ở cái mảnh đất hà nội nhỏ bé này bất cứ chỗ nào cũng có quân của bố mày có bay lên trời bố kéo mày xuống mà có chui xuống đất thì bố cũng moi mày lên ngay ngày mai mày phải đưa được em hân đến đây cho bố nếu không hậu quả thế nào mà biết rồi đấy Thôi biến đi Đạt lê tấm thân bết nước ra ngoài Miệng liên tục khạc nhổ nôn ói Tới nó với tên đàn em Mày theo dõi nhất cử nhất động thằng này cho tao Đấy luôn con vợ của nó Nếu thấy thuận lợi bắt về đây cho anh Thằng đệ tử tỏ ý muốn nói gì đó Nhưng ấp áp úng không dám mở lời Tôi ngứa mắt nói Mẹ kiếp Mày theo anh mấy năm không biết được tính anh mày à có gì thì nói ra ấp áp úng Như kiểu gà mắc tóc là sao hả Dạ Đại ca tha cho em thế mới dám nói Tới gật đầu khích lệ Thằng kia bây giờ mới mạnh dạn Dạ em thấy có một thằng đại gia Đang theo đuổi con vợ thằng Đạt hay sao ấy Cứ cách ngày thì nó đến trường đón con này Có lần em thấy Em giáo viên chở thằng nhóc Con thằng kia về ạ Tìm hiểu kỹ thằng đó cho anh Nó tưởng có tiền đè chết được người à Cần thiết cho nó bài học Tội vạ đâu tao chịu nghe chưa Bất cứ thằng nào động vào nàng của tao ấy, Đều không có kết cục tốt đẹp Dạ à, đại ca yên tâm ạ à. Kiểu gì em cũng mang tin tốt về cho đại ca Tốt nhất là vậy đi Chặn đường thằng đại gia đó trước khi nó đến trường Mang theo vài thằng nữa dàn mặt nó cho tao Tao mới nhận được kết quả sớm nghe chưa Thằng kia lùi ra Chỉ còn lại mình tới trong căn phòng khách khá sang trọng Mặt hắn nhắm lại Tưởng tượng ra hân nằm gọn trong tay mình Từ hôm nhìn thấy cô hắn đâm ra tương tư ngày nhớ đêm mong chỉ muốn một lần ngủ với cô và ôm cô trọn vẹn mà không hắn không muốn trở thành người tình một đêm mà muốn ôm cô trọn đời nhất định cô phải là của hắn bất cứ thằng đàn ông nào động đến cô sẽ là kẻ thù của hắn dù kẻ đó là ai cũng không ngoại lệ lại nghĩ đến thằng đại gia kia mặt hắn nóng lên để xem mày to gan cỡ nào thằng chó chết nghe chiều hôm sau lúc cảnh kỳ đang lái xe trên đường đón con trai có hai chiếc mô tô phân khối lớn rẻ rẻ lượn lờ trước mũi xe Thái độ hết sức sắc sược, Có vẻ như chúng muốn gây sự Mới đầu kỳ nghĩ Chúng chỉ là những tên trẻ danh thích thể hiện Xong cả đoạn dài Thấy chúng đánh võng lúc đầu xe Lúc bên hông khiến anh khó chịu vô cùng Biết chúng cố tình muốn gây sự với mình Liếc thấy trên hai xe Bốn thằng ăn mặc xăm trổ Nhìn giờ qua anh biết bọn này chẳng tốt đẹp gì Kỳ bật xin nhan và đậu xe vào lề bước xuống hình như rằng hai chiếc xe kia đã chống dừng lại. đoạn phố này vắng nên chú không hề sợ hãi mà quay lấy anh hất hàm hỏi. thằng kia, mày biết đắc tội với ai không? xin lỗi, canh là ai đang nghe đang lành gây sự rồi đổ lỗi cho người khác. tôi chẳng gây thù trước oán gì với ai. có lẽ canh nhầm người. mong cháy ra đi. bọn tao không nhầm. mày muốn biết đắc tội với ai thì theo bọn tao đến nơi mày sẽ biết. có một người muốn gặp mày. xin lỗi, tôi không có thời gian. Nói rồi kỳ bước lên xe Một thằng rút ngay khúc côn nhị khúc ra Nhắm thẳng vào anh mà vụt Cây côn muốn tít trước mặt Nếu là người bình thường kiểu gì cũng bị màn này dọa chết Nhưng kỳ thì đâu phải dễ chơi Anh đưa tay nhanh như chớp Bắt chọn cây côn Tung chân đá mạnh một cước vào bụng thằng trước mặt Cụ may thằng này cúi người né được Nhưng vẫn bị cú đá sượt vào mặt Nóng tiết nó hét lên một tiếng Rồi lao vào kỳ như vũ bão nhưng cú ra đòn cực hiểm Nếu muốn lấy mạng đối phương ngay lập tức làm anh nóng máu Bà thằng kia nãy giờ khoanh tay đứng nhìn Giữa lao vào cận chiến chụp vây lấy kỳ vào nhau rồi bảo Thịt nó đi anh em Hôm nay bọn mình không dạy cho nó bài học Xấu mặt với đại ca Cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn anh em ra hồ Thằng chó kia Mày dây và bọn bố là mày chết rồi Sẽ em đây Kỳ không chút nào núng Anh cũng đanh giọng nói Chúng mày ỉ đông hiếp yếu à Chưa biết mèo nào cắn mèo nào Lâu rồi ta chưa đánh đấm gứa ngáy chân tay Chúng mày đến đúng lúc đấy Nói xong anh bắt đầu tả sung ngũ đột Hết trò chảo cộng với những cú đá móc hiểm hóc Những cú song phi được tung ra hết sức chuẩn xác Khiến cho một thằng bên kia bật máu mồm Biết là đụng phải một tay có nghề Thằng áo xám hét lên một tiếng thị uy Rút ngay con dao bấm vung lên Nhằm thẳng mạn sườn kỳ mà bổ xuống Xong khi con dao chuẩn bị chạm đến người thì anh đã tung chân đá cú cực mạnh vào cùi trỏ thằng đó, khiến con dao bị văng ra xa. Còn thằng này ôm cánh tay rên xiết. Mấy thằng kia thấy đồng bọn bị đau, hàng máu vịt tung hết nội lực quyết ăn thua đủ về anh. Một thằng bột miệng, mày chán sống rồi thằng danh, đụng ai không đụng, đụng chúng đại ca tao. Mày muốn sống ấy, thì đừng có lỡ sớ quanh người đẹp Phương Hân. Biết điều dơ tay chịu chói. Bố chúng sẽ chừa cho một mạng. Còn không ấy, hôm nay sẽ là ngày tận số của mày. Mày đi chết đi Ghi ngạo nghĩa nói Một mình anh có thể chấp hết lũ sơ bọ chúng mày Chiêu trò đánh đấm kiểu này do ai được Muốn giết được anh ấy Mấy chú về học lại đi Đừng để anh bẩn tay Đưa được anh xuống suối vàng không dễ đâu Trừ khi anh muốn vào Lộng ngôn Giết nó đi anh em Hôm nay chúng bố sẽ biến mày thành phế vật Anh mày nương tay rồi Xem ra các chú bắt anh động tay động chân Không sao Đường võ âm phủ rộng thanh thang Anh đây không vào thì ai vào rồi một âm thanh răng rắc vang lên Một thằng ôm cánh tay đau đớn Chết tao rồi, tiến sư thằng kia Nó dám bẻ tay bố mày à Rồi nó nhìn đám đồng bọn gào lên Chú mày, kiểu gì hôm nay cũng cho thằng này đi viện Mẹ nó chứ Cái tay của tao, thằng khốn Đừng để bố mày điên lên Mạng ghẻ của mày cũng không giữ được đâu Kỳ bực bội đáp Tài cán chúng mày chỉ thế này thôi á Nãy giờ anh muốn rửa mắt lắm Mà thấy các chú non tay Nó hơi nhiều quá rồi đấy Giờ có nhường đường cho anh đi không? Sợ là các chú ngoan cố Cả bốn sẽ nằm nhà thương hôm nay đấy Tránh ra đi Mấy thằng kia nhìn nhau Đồng loạt vung dao chém tới Chú không tin cả bốn mà không làm gì được kỳ Và lần này chú gặp mày Một thằng nhanh tay chém một nhát vào cánh tay anh vì bài đối phó mấy thằng kia Kỳ không đỡ kịp Sau mà kệ máu đang tuôn ra Anh không hề ngán ngại bực mình gắt lên Anh định tha cho mấy chú Xem Xe ra cây muốn lặn, gió chẳng đừng Mời các chú đừng trách anh tàn nhẫn Nói xong mấy tiếng bịch bịch vang lên Rồi thêm vài tiếng hử hử Tức thì có hai thằng nằm đất Nếu tiếp tục thế này Người chịu tổn thất chính là chúng chứ không phải anh Người đi đường bắt đầu hiếu kỳ chỉ trỏ Một số định dừng lại xem Nhưng thấy thằng nào thằng nấy mặt mày bậm trợn Tại làm làm con dao Ai nấy hoảng sợ chạy xe đi Họ chẳng dạy gì đứng xem Chẳng may không phải đầu Phải tai thì bỏ mẹ thành ra không ai dám vào can ngăn cũng không người nào báo công an một tên trong bọn hấp hàm vào cho mấy thằng kia nói thôi phán tới bọn mày đường còn dài việc chưa xong ngày mai chúng ta xử lý tiếp nán lại đây lâu e là công an nó sực được thì gô cổ cả lũ còn thằng kia mày nhớ mặt chúng bố mày chuyện này chưa xong được đâu nói xong chúng trèo lên hai chiếc mô tô phòng vút đi bấy giờ mấy người ở cái quán gần đó mới chạy ra một người nhìn thấy tay kỳ chảy nhiều máu thì hô hoán Trời đất ơi Anh này bị bọn chúng đâm rồi mọi người Máu chảy nhiều quá Bác nào gần nhà có dụng cụ băng bó gì Mang ra đây băng cho anh ấy Khổ sao bị chúng nó quay đánh giữ thế này Thú thực chúng tôi chứng kiến từ đầu nhưng thấy bọn này hung hãn quá Sợ không dám vào can ngăn Mà thấy anh cũng liều Dám đấu lại bọn chúng Bọn này là bọn xã hội đen Từ sau thấy chúng tốt nhất tránh cho xa Cảm ơn chú Cháu có muốn thế này đâu Tự nhiên chú gây sự trước Rồi lao vào đánh cháu ạ à. Một bà nhìn anh chép biểu Tôi thấy chú rõ ràng là người tử tế Gặp ngay cái bọn bất lương Đâu đưa tay tôi mang tạm cho nào Lát chú ghé trạm y tế hay bệnh viện Nhờ họ khám cho Tết nhất đến nơi rồi Bọn giang hồ chú nó lộng hành kinh lắm Đám xin đều cũng nhiều Chẳng may đụng phải chúng chỉ có chết thôi Kỳ cất tiếng cảm ơn mọi người Rồi vội vã rời đi anh thấy suốt ruột vì giờ này con trai tan học lâu rồi giật mình nhớ điện thoại để quên trong xe anh vừa lấy mở ra xem thấy năm sáu cuộc gọi nhỡ của hân có lẽ không thấy anh đến đón cô lo lắng gọi điện thoại cho anh không được không nghĩ ngợi gì anh cho xe trực tiếp hướng trường tiểu học chất lượng cao thẳng tiến đến nơi thấy lác đác phụ huynh đón con và một số ít học sinh chờ cha mẹ sân trường khi anh mở cửa xe bước xuống một giáo viên đi đến hỏi anh là phụ huynh của bé Cường đúng không ạ? Đúng rồi cô, cô giáo cho hỏi Anh chưa kịp nói hết. cô này chen bảo Người đẹp hơn đã chờ cô cậu đi rồi anh Công nhận cô hân sướng thật đấy Anh gật đầu cảm ơn rồi bước lên xe để về Cô giáo này lại làm như vô tình nói một câu khi bước chân anh khựng lại À anh biết không, cách đây hai hôm Chồng cô ta đến đánh ghen nằm mỹ ở trường Nghe đâu cô này cặp với đại gia Nên anh chồng tức giận tìm gặp hẳn hiệu trưởng đấy Cô nói gì? Chồng cô giáo Hân đến trường đánh ghen á Vâng, ở đây ai chả biết là anh Mà em khuyên thật Anh đừng nên gần gũi với cô ấy quá kẻ bị hiểu lầm Không khéo anh chồng kia tìm đến anh tính sổ thì mang tiếng Em có thiện cảm với anh nên cảnh báo vậy Anh đừng cho là em nhiều chuyện Nghe lời lẽ cô này Kỳ biết cô không có thiện cảm với Hân Làm như quan tâm anh hỏi Cảm ơn cô nhiều Quả thực tôi không biết chuyện này Nhưng thấy cô giáo Hân rất tốt Lại dạy giỏi nên tôi nhớ cô ấy dạy kèm cho nhóc nếu chồng cô ấy xử sự như vậy Không ai cho vợ rồi Tôi nghĩ cô Hân không phải người như vậy Thì đầu tiên em cũng nghĩ như anh Ta sức bảo vệ hơn Nhưng sự thực thì khiến em ngỡ ngàng Anh chồng còn nói Hai người đang ở với nhau không có vấn đề gì ấy Vậy mà cô Hân dạo này còn bỏ nhà ra ngoài Sống một mình đi anh Nói thực em chưa có gia đình Nhưng em thấy làm vợ kiểu này không ổn Vợ chồng ai chả có lúc nọ lúc kia Bát đũa có khi xô mà Đâu phải cứ hết tức lên một cái lại bỏ đi như vậy Kỳ dấu không được sự khó chịu Tôi thì nghĩ khác Nhiều khi cái mình nhìn thấy trước mắt Chưa chắc đã là sự thật Nên mọi chuyện phải nghe từ hai phía Hơn nữa đây không phải là sự việc của mình Tốt nhất không nên can thiệp sâu cô ạ Cô giáo kia tỏ vẻ tẽn tò Nhưng cũng không chịu buông tha Thì em cũng đang dạy khối một Nếu không cho em sẵn sàng nhận dạy tay miễn phí cho Cường Bình thường sau giờ học thì em cũng giải ngợ. Anh đừng ngại gì mà Chẳng ngờ kỳ đáp luôn Cảm ơn thịnh viên của cô Thôi muộn rồi xin phép cô Nói xong anh bước lên xe Để máy phóng thẳng Đâu biết ở sân trường Cô giáo kia chết lặng vì bực tức Hai bàn tay nắm chặt như muốn bật máu Được lắm hơn à Chị định trà đại gia Nhưng không dễ đâu Tôi bằng mọi giá bóc mẽ chị Một thứ rẻ sách mà tự mình cao sang Chị ơn gì tôi Dù chị có ly hôn chồng đi chăng nữa Cũng chỉ là một con đàn bà cũ Một con đàn bà từng ly hôn là có tốt đẹp gì Tôi tin mình chinh phục được anh ấy Kỳ à Nhất định anh là của em Đang hậm hực nhìn theo chiếc siêu xe của Kỳ đi xa khuất Chưa có tiếng nói cho bấm cất lên Sau lưng kéo cô về thực tại Uyên, Em chưa về đấy à Còn đợi ai nữa Hay hôm nay anh mời em đi ăn tối Thì ra cô giáo tên Tú Uyên Dạy lớp 1 trên 11 Và người vừa cất tiếng nói Chính là thầy Tùng giáo viên dạy tin học Uyên xí lên một tiếng rồi nhấm nhẳng đáp anh về đi em không đi được ạ à, Em có hẹn rồi Nói xong Uyên bước lên xe dắt chiếc SH1 của mình rồi rồ ga phóng thẳng Để lại sự chương hửng của chàng trai phía sau Không phải Tùng không biết Uyên Vừa tiếp cận vị phụ huynh trẻ tuổi kia Anh nghe được hết mẩu đối thoại của hai người Không nghĩ cô có suy nghĩ xấu Với đồng nghiệp như vậy Anh định bụng rủ cô đi ăn Rồi lựa lời khuyên bảo Thực ra Tùng không hề biết cuộc sống riêng của Hân Mãi cho đến gần đây vô tình biết được Chẳng ngờ chị bất hạnh như thế Trên đường về Kỳ suy nghĩ mông lung Anh cảm thấy thương cho cô Một phụ nữ vừa đẹp người đẹp nết Lại kém may mắn trong đường tình duyên Số phận của cô phần nào đồng cảm với anh Vì cả hai đều không hạnh phúc Trong cuộc hôn nhân của mình Khác chăng anh may mắn hơn chút vì có con Còn cô thì chưa Mãi suy nghĩ về nhà lúc nào không hay Bấm còi xe một lát Thì có tiếng mở cổng Chị Hồng hé đầu bước ra Nhìn xe anh thì thở vào một cái Mẹ quá cậu chủ về Cậu đi đâu cô Hân gọi cho cậu mấy cuộc không có được Tôi cũng có gọi Cô Hân đến chưa chị Hồng Dạ cô ấy chở Cường với lâu rồi Hai cô trò dạy nhau trên phòng ạ Kỳ im lặng gật đầu Cho xe vào gara rồi bước ra Nhìn cánh tay anh bị băng bó Chị Hồng hốt hoảng Ôi giờ đất cậu làm sao thế này Không có gì đâu chị ạ à. Chỉ là vết thương nhỏ chị đừng lo Rồi anh bước lên phòng của con trai Nhạc thì bỏ anh cường bên reo lên À bố về Sao bố đi đâu mãi không thấy về Cô giáo gọi cũng không được Bố có việc bận chút Xin lỗi cô giáo và con trai Hân chợt an lên một tiếng khi nhìn vết tay bị băng của anh Trời ơi anh sao thế này Tôi xây dựng chút tôi không sao đâu Tuy nghe anh nói vậy Nhưng Hân không yên tâm Cô đi đến bên anh Rất tự nhiên cầm cánh tay đưa lên xem trợn cô mới la lên Không được rồi Họ băng bó sơ sài thế này nhiễm trùng chết anh nghe tôi đến phòng mạch bác sĩ tư họ xem xét vết thương rồi khử trùng kê thuốc men cho cái này là không chủ quan được ngộ nhỡ vết thương bị hoại tử thì mệt lắm chẳng ngờ kỳ nói luôn vậy cô đi cùng tôi nhé đi nhanh thôi mà anh lái xe được không hỏi xong cô mới biết mình ngớ ngẩn anh chả vừa lái xe về còn gì thế là ngay lập tức hân theo kỳ lên xe cụ may khi ghé vào phòng mạch anh được bác sĩ sát trùng khâu vết thương sau khi kê cho anh một loạt thuốc Dặn dò cẩn thận cả hai mới ra về Hân hỏi vì sao bị như vậy Nhưng kỳ dứt khoát không nói Anh bảo do hiểu lầm nhỏ Và anh đã giải quyết xong Còn Hân nhìn vết thương của anh Cô biết ngay đấy là vết chém Xong hỏi anh anh nhất quyết không hé răng Nên cô đành chịu Cô đâu biết sự việc anh bị đâm Chính là liên quan đến cô Hôm đấy Hân tự lái xe đến Nên khi về Mặc dù kỳ đòi đưa về nhưng cô không chịu có kéo mãi cuối cùng để cô về một mình tuy đường phố lúc này đông người sao anh cảm thấy lo cho cô vì vậy khi nói với hân khi nào về đến nơi thì cô điện cho anh yên tâm không biết từ bao giờ anh bắt đầu quan tâm đến cô như vậy phải trang trái tim băng giá tưởng đã vô cảm kia của anh đã đập lại bình thường ư thật may cho hân vì trên suốt chặng đường về cô không xảy ra chuyện gì vừa đến cổng thấy thảo đứng đó chờ hân cảm động nói với thảo chờ em vào nhà đi. chờ chị ngoài này làm gì cho chết rét. hú hồn thấy chị về muộn em lo. giờ xung quanh cạm bẫy đầy ra, chị cẩn thận đấy nhé, thôi về nhà đi. lúc này bố mẹ Thảo vào phòng riêng hết cả, chỉ còn có hai chị em. Thảo nắm tay Hân ân cần hỏi. em thấy hình như anh chàng xoái ca kia cảm nắng chị. Ấy. nói đi, hôm nay anh chị hẹn hò đấy à? đâu có đâu, hôm nay chị về muộn do kỳ bị người ta đâm bị thương. làm sao bị đâm mà? anh ấy có sao không? Cũng may vết thương vào phần mềm ở tay Được bác sĩ khâu lại với băng bó rồi Thế chị có nghi bọn nào làm việc này không? Em nghi lắm Chỉ có lão chồng của chị Có khi á, thấy dạo này chị được đại gia đưa đón Sinh ra ghen tuông thù hận Rồi thuê người xử anh ấy Cái lão đó nhìn hãm thật Chị không được coi thường đâu Bữa trước lão vào tận trường để gặp hiệu trưởng chị biết rồi đấy Ừ, chị cũng chán lắm Chồng trả ra chồng Đã làm khổ vợ thì chớ lại còn liên lụy đến cả người khác, đúng là hết thuốc chữa. mà thôi, kệ lão đi chị ạ. À. thê vụ giải quyết ly hôn của chị đến đâu, chị cũng đang chờ. nhưng mãi chưa thấy họ gọi. biết đâu lão giờ trò. mai chị lên tòa hỏi xem sao. thằng cha cô đấm ăn xôi đấy á, có khi rút đơn rồi cũng nên. lần này chị phải giải quyết không được nhượng bộ. thủ sẵn một lá đơn đi chị ạ. À. nếu nó không ký, mình đơn phương. Chứ ở với cái loại này Khéo nó giết mình chết lúc nào không biết Chị phải nhanh chóng bỏ ngay và luôn cho em Ừ Chị cũng đang sốt hết cả ruột Chắc phải nghe em Mai chị lên tòa Em nghĩ nó chẳng yêu thương gì chị nữa đâu Bây giờ chỉ muốn đẩy đọa chị cho bỏ khác Với nó còn nhăm nhai đến ngôi nhà của chị nữa mà Ngày hôm sau Hân chỉ dạy buổi sáng Buổi chiều phụ đạo cho cô Nhờ một đồng nghiệp khác dạy dùm Rồi xin hiệu trưởng cho nghỉ để giải quyết việc riêng Phòng xe lên tòa án Khi gặp người thụ lý hồ sơ để hỏi về việc ly hôn của mình Cô được chị này nói Ơ hồ sơ đó chúng tôi trả rồi mà Chẳng phải anh chồng chị nói Hai người đã hòa giải thành công Cả hai yêu thương nhau à Anh ta lên rút đơn cả chục ngày nay rồi Nên chúng tôi không thụ lý nữa Dạ anh ta cố tình rút đơn Chứ không phải có chuyện hòa giải Cảm ơn chị Tôi viết đơn và gửi lại sau cho chị ạ Bóng hân vừa khuất Chị kia chẹp miệng quay sang nói với đồng nghiệp chẳng hiểu thanh niên bây giờ thế nào thích thì đòi lấy cho bằng được để khi chán đùng đùng bỏ bỏ xã hội hiện đại các vụ ly hôn xảy ra càng nhiều dễ rồi nền tảng gia đình không giữ được như xưa chị ạ chị kia liền bảo thời trẻ mình so với lớp trẻ là cổ rồi họ quan niệm hôn nhân thoáng lắm thích thì về sống với nhau thậm chí chả thèm cưới xin ấy. thấy cơm không lành canh không ngọt trái khoái tí là bỏ mà khổ quá cũng bỏ ai cũng nói cái tôi lớn quá mà như chúng mình ngày xưa có phải cân nhắc chán Sống không phải cho mình Còn vì mọi người xung quanh Đôi khi hy sinh quên cả bản thân mình Bây giờ họ không bó buộc như thế đâu Cái cô vừa nãy nhìn sinh như hoa hậu Chắc là bỏ nhau vì ghen Đúng là đời chẳng biết thế nào một lần Mỗi cây mỗi hoa Mỗi nhà mỗi cảnh Hân bước ra ngoài cổng tâm trạng nặng nề Cô biết cuộc chiến hôn nhân của cô với Đạt không dễ dàng Giờ hắn mang tư tưởng bầy hầy của kẻ cù nhảy không ăn được thì đạp đổ Nên cô rất ngại đụng mặt hắn Người ta nói Vua cũng phải thua thẳng liều Càng nghĩ càng cảm thấy chán Người ta ăn nhau ở tấm chồng Đời cô khác nào bông hoa nhài Cắm bãi phân châu Cô suy nghĩ miên man như vậy Và chiếc xe theo quán tính Dẫn cô trở về ngôi nhà Từng gắn bó với biết bao kỷ niệm vui buồn Xong có lẽ buồn nhiều hơn Kể từ khi lấy chồng Dừng xe trước cổng Cô bước chân vào nhà Thấy Đạt đang ngồi một mình Với đống vỏ lon bia Nhắc thì bóng cô Hắn đã cao giọng Cuối cùng cô dẫn xác về nhà rồi đấy à Tôi về nói cho anh biết Tôi làm đơn ly hôn Lần này nếu anh không ký Tôi sẽ đơn phương Đừng có hòng Mày tưởng mày bỏ được bố mà dễ Không đời nào bố buông tha mày Đừng tưởng việc mày đi đú đẩn Với cái thằng đại gia kia Bố không biết Nói cho nó biết Đừng để bố điên lên Bố liều mạng với chúng mày Mà mày không phải dọa Bố không ký thì làm gì được bố Thằng nào dám giải quyết việc này Bố đến tận nơi đốt nhà nó Giỡn mặt với bố à Anh đúng là loại chó cùng rứt dậu Tôi không thèm ở đây đôi co với anh Còn chó kia Giờ tao thách mày bước chân ra khỏi nhà Mày ra bố chém chết Mày thử đi tao xem Nói rồi không đợi hân phản ứng Đạt lao vội xuống bếp Định vừa lấy con dao dọa cho hân sáng mắt Nhưng lần này hân khôn rồi Biết kiểu gì hắn cũng làm càn nên cô để xe ngoài cổng và đi bộ vào Giờ thì hắn chạy xuống bếp Biết ngay không thể dây với thằng cùn Cô chạy nhanh ra ngoài Ngay lúc Đạt xông ra với con dao lăm lăm trên tay hơn để máy phóng vút đi Để lại Đạt đang tức tối chửi vống theo Mẹ cha mày Mày đi đủ đờ nào Nhớ tránh cho xa đừng để bố mẹ tìm được Bố truyền đời báo danh cho mày biết Chỉ cần nhìn thấy mày ở đâu Bố cắt tiết ở đó có khốn nạn Bà Thoan nghe Đạt nói vậy Thì ngứa tai chịu không được Bà mới thò cổ sang rồi bảo Này chú Đạt ơi Tôi thấy chú nên cư xử với vợ mình lịch sự chút Chẳng gì cô ấy cũng là nhà giáo Có gì vợ chồng đóng cửa bảo nhau Chú cứ như beo như hùng thế này Sao mà cô ấy chịu được Thì bác nhìn xem Cháu có làm cái gì đâu Lúc nào cũng muốn hàn gắn Nhưng nó thì toàn bỏ nhà theo trai Vợ chồng chưa bỏ nhau Bác thấy nó có khốn nạn không Nó bỏ bững cháu cả tháng nay có thèm ngó ngàng quan tâm đến cháu sống chết thế nào đâu Vợ con như vậy Bác bảo cháu không điên mới là lạ Tôi thấy chú mới là người cần xem lại Người như cô Hân bây giờ khó kiếm Chú không biết trân trọng cô ấy Thì mất đường tìm Tôi nói thật đấy Mình là đàn ông Phải sống sao xứng đáng Biết yêu thương người đổ ấp tay kề với mình Chú cứ thế này Bảo sao cô ấy không chán Tiếng ông Thắng nói chen Làm đạt nóng tiếc nhưng ông bà sát vách Chắc cũng nghe được hết những lần đạt tiếng bấc Tiếng chỉ chửi vợ Được chứng kiến từ đầu đến đuôi Bao nhiêu lần hắn hành xác hân Làm sao mà họ nói sai cho được Đạt tức lắm Chỉ biết ngậm tâm Đàn bị quay vào nhà thì ông Thắng nói tiếp Tôi góp ý thật nhé Mình là đàn ông thì đàng hoàng cho vợ con nó nể Dù cô không ở được với nhau Thì vẫn là bạn bè tốt Đằng này cậu nói xấu gối đủ điều Lại dựng chuyện khiến hân chẳng dám ngẩng đầu lên được thì tôi e là bác nói đi giờ cháu phải làm gì cho anh quay về ạ à? bác không biết dạo này cô ấy toàn có đại gia đưa đón bằng xe sang nên mới quay về chê cháu nếu bác là cháu bác muốn đâm chết thằng ấy ngay chiều nào nó cũng lượng con xe sang trường đón nhau họa là điên hay mù thì mới để yên bác ạ à? bác thắng lắc đầu ngán ngẩm anh đúng là không còn gì để nói chẳng có người phụ nữ nào đi cặp bồ lại phơi phơi cho bản dân thiên hạ biết Huống Chi cuối là giáo viên, tôi cũng có hỏi thăm. Cái người đàn ông mà chú nói đến thực chất là phụ huynh học sinh mà cô Ân nhẹ dạy thêm. Đừng có bôi cho chát chấu vào mặt cô ấy bởi vu oan cho vợ những điều không thật. Chú càng làm thế, hình ảnh của chú méo mó xấu xí hơn. Với lại chú toàn bảo cô Ân bỏ nhà theo trai, chú vu oan giáng họa cho vợ mình như thế. Nếu mà chú không thể có tội với bản thân gì ư? Ừ. Cô ấy sợ chú quá nên bỏ đến nhà cô Thảo ở đấy. Bấy nhiêu tội lỗi gây ra Liệu chú đáng được tha thứ không Cái đó tùy thuộc ở chú Tôi quan tâm thì tôi mới nói Chú có chửi vợ chồng thằng già này lắm chuyện thì cũng được Hắn hậm hực bỏ vào trong Không thèm nói câu gì với ông bà Thắng Thoan Đúng là Giang Sơn dễ đuổi Bản tính khó rời Các cụ nói cấm có sai Hang bà dắt tay nhau vào nhà Lòng trào dâng cảm giác thương cho hân Có cái thằng mất dạy kia Chẳng đáng để ông bà dạy bảo Loại người như hắn không đáng được hưởng hạnh phúc Còn Đạt vừa đi vào trong nhà Hắn đi vào bếp mở tủ lạnh Để làm mấy lon bia cho quên sự đời Nhưng nhìn đống tủ trong không Hắn bực bội đóng mạnh cánh tủ Đá binh một cái như chút giận lên đó Đúng là chó cắn áo sách Hắn nằm ảnh ra giường Tiếng điện thoại đủ chuông kéo hắn trở về thực tại Nhìn màn hình thấy hiện ra cái tên tới cấu Hắn phát hoảng Không nghe không được Hắn trượt một cái Đổ bên kia tiếng nó đen gọn phát ra Thế nào chú em Tối nay có đưa được con đào đến cho anh không Đây là cơ hội cuối cùng cho chú mày Có món nợ kia anh nói trước Đúng ba ngày nữa Anh cho người về quê của mày Kìa đại ca em Nói đi mày đừng bảo không biết không có Tao chán nghe cái điệp khúc ấy lắm Đúng 7 giờ nếu tao không nhận được hàng Mày biết hậu quả thế nào rồi đấy Bố mày không nói xuông Mày cũng đừng mong trốn thoát Khôn hồn thực hiện kế hoạch đi thằng chó cụp máy đặt lạnh sống lưng khi nghĩ tới lời đe dọa của tới hắn biết thằng này không nói đùa làm sao để đưa được hân đến cho tới đó là vấn đề nan giải liên quan trực tiếp tính mạng của hắn nghĩ đã đau không ra mưu kế kiểu này chắc hắn không thể nói củ sân củ bở với cô được phải dùng khổ nhục kế thì may ra hắn vỡ đùi đánh đét một cái rồi leo lên à mà đúng có thế mà hắn không nghĩ ra hân vừa tắm xong nghe tiếng điện thoại đổ dồn Nhìn số máy đáng ghét kia Cô dứt khoát ấn bỏ qua không thèm nghe Nhìn bên kia đạt kiên trì không buông tha Hắn cứ gọi liên tục Ngại quá Hân cầm máy đi ra chỗ khác Và bấm kết nối Tiếng đạt nhẹ nhàng cất lên Hân à Anh ăn lần xin lỗi em Là anh sai Anh chẳng dám níu kéo em nữa Anh đã làm khổ em rồi Anh chỉ muốn gặp em một lần để được sám hối với em Sau đó ký đơn thuận tình ly hôn giải thoát cho em Đúng như em nói Anh không biết trân trọng hạnh phúc của mình Là anh tự đạp đổ Giờ có hối cũng không kịp Anh chỉ xin em ân hệ cuối cùng Cho anh bày tỏ nỗi lòng mình lần chót Rồi anh sẽ đi Anh không làm phiền em nữa được chứ Một khoảng lặng xáo hoảng trong lòng Hân Cô thấy lòng mình trống rỗng Chẳng lưu luyến hay sót lại chút tình cảm nào Với tên đàn ông đó Cô chỉ thấy lạ lùng Tại sao hôm nay hắn nhẹ nhàng đến thế Xong bản thân bé hắn đầy đọa quá nhiều khi cô không cảm thấy anh ấy lăn tăn gì hết Không thấy cô nói gì Đã tiếp tục điệp khúc kể lể. Anh tiếc lắm tiếc khoảng thời gian hạnh phúc trước kia Tất cả là tại anh Tại anh đạp đổ mọi thứ Anh đánh mất em rồi Hân à, xin em cho anh một ân huệ cuối cùng Anh biết em căm hận anh Chính anh căm thù bản thân Vì muốn chết cho xong Nhưng anh còn mẹ già Anh không muốn vì mình ba phải chịu phỉ nhổ của người đời Bà rất thương em, Hân à em nghe anh nói không, đừng cúp mà anh xin em đấy. Hân lúc này buông từ lời dàn giọt Mọi thứ không quan trọng nữa rồi anh đạt à, tất cả đã muộn. Anh đừng giả vờ thay đổi để lừa tôi. Chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Tôi cũng đã đơn phương nộp đơn lên tòa. Vì vậy anh ký hay không ấy cũng không còn ý nghĩa gì cả. Nếu anh nghe hết lời tôi nói, tôi mong anh thông suốt. Có thể giờ đi bất cứ lúc nào thế nhá. Hân ơi nghe anh nói, em đến đây chút thôi rồi về ngay cũng được. Anh xin em. Anh chờ em đến anh mới đi Anh sẽ bắt xe về quê với mẹ ngay trong đêm Hân cúp máy không muốn nghe thêm Cô quay sang thấy Thảo đứng bên cạnh mình nãy giờ Thảo hỏi Hân Thằng chó đó định dùng khổ nhục kế mua chuộc chị chứ gì Chị đừng mắc bẫy nó một lần nào nữa Cái loại đấy không đáng để chị bận tâm Quên nó đi càng nhanh càng tốt Hân ngước nhìn cô em tốt bụng Hắn bảo muốn gặp chị lần cuối trước khi về quê Hắn cũng không dám níu kéo nữa Ngay bây giờ á Chị điên đấy à Bị nó lừa bao nhiêu lần rồi Không tỉnh ra được Thằng đó chẳng có gì tốt đẹp Coi chừng nó bay ra cái trò ma quỷ nào đấy Nghe em tắt máy đi Đừng bận tâm đến đấu giác đó làm gì Và chính lời khuyên của Thảo Cứu thoát hân khỏi con quỷ dâm dục đêm nay Người ngoài bao giờ cũng sang suốt hơn người trong cuộc Lần này Thảo đúng Ở một nơi Tới đang nóng ruột chờ tin tức con mồi Đợi thêm 10 phút chưa thấy động tĩnh gì Hắn tức giận chửi thề Nga à, thằng chó Mày chưa tới quan tài chưa đổ lễ chứ gì Dám dỡ mặt bố mày Thằng Thảo đâu Dẫn mấy đứa đến nhà thằng tới Lôi cổ nó về đây cho anh Nhân nhượng với kẻ thù là tự giết chết chính mình Nhanh lên Mười phút sau Khi tới đang đi lại trong phòng Bề mặt suốt ruột Chuông điện thoại vang lên Tiếng thằng đàn em khiến hắn chỉ muốn giết chết ngay kẻ đã chơi gác mình Đại ca Thằng đấy nó trốn đi rồi Nhà nó khóa cửa im mỉm không ai ạ à. Chó chết Thế vợ nó đâu Mày nhớ địa chỉ nhà nó ở Hòa Bình không? Dạ nhớ đây ca Có vợ nó về nhà đâu anh? Xem chừng thằng bỏ mẹ đó muốn đi xù nợ đây cả. Dám vuốt dâu hùm à, thằng khốn Tập hợp quân, chuẩn bị xe Đêm nay cho nó đi tàu suốt luôn Rượu mừng không uống, uống rượu phạt Vậy đừng trách bố mẹ ác, đồ chết bám kia Vâng, bọn em về liền 20 phút sau Tơ cấu với ba tên đàn em với đầy đủ hung khí gồm dao găm cô nhị khúc cùng đoạn gậy gỗ dài được chúng mang theo bên người cho hết và gầm xe tao bắt nó phải ngậm miệng già dạ, quê nó nghe đâu có có bà mẹ già anh đi xiết nhà nó hay sao ạ à? mà ăn nó chứ cái nhà với mảnh đất khi ho có gáy trên đó bán ma nó cũng chả thèm ta quên rồi lần này đổi 4 tỷ lấy cái mạng của nó nói xong tôi cấu đi vào phòng bấm số cho ai đó chẳng biết đầu dây bên kia nói gì Chị đèn ok liên tục và nét mặt tươi ngay Mấy giờ sau Cả bọn đặt chân lên đất hòa bình Xe chạy thêm một hồi Tới bảo thằng lái tấp vào vệ đường Chắc chắn nó về quê Bây giờ đất Hà Nội này Thằng đó chả có chỗ nào dung thân Lô nó ra khỏi nhà bằng cách khéo léo nhất Ta không muốn bà già nó nghi ngờ Cũng không muốn tuột mất con mồi Dạ thế có vào không ạ Không Anh chờ chúng mày ở quán đằng kia Có gì báo cáo qua điện thoại nhé trong một căn nhà ngói đơn sơ Bà Thuần đang đuôi húi vừa nướng ngô Vừa sưởi ở gian mép củi tay bà cứ xoa xoa vào nhau Miệng hít hà suýt xoa mãi vì lạnh Khiếp qua thời tiết năm nay bốt giá thế không biết Lòng bà chợt trùng xuống Khi nghĩ đến thằng con trai độc nhất đang ở dưới Hà Nội Đã nhiều lần cô con dâu cứ muốn đón bà xuống đó ở cùng Mà bà ngại cuộc sống phố xá không hợp nên từ chối Bao nhiêu năm gắn bó với vùng đất này quen rồi Tuy không được đầy đủ Nhưng sớm tối láng giềng có nhau Giờ mà bỏ nhà ra phố bà biết làm cái gì Mà bà vốn không quen ở không Ngày nào cũng phải vẽ ra một thứ gì đó Để làm cho đỡ cuồng chân Thành ra bà chỉ biết lắc đầu Mỉm cười cảm ơn con dâu Nghĩ đến con bé Bà thấy mát lòng mát ruột Người đâu mà vừa đẹp người đẹp nét Khác xa với mấy cô gái phố Nhớ cái ngày đầu tiên Thằng Đạt đưa vợ về báo hỉ Người làng người nước ai cũng tấm tắc khen bà Có cô con dâu xinh như tiên Lúc đó bà tự hào lắm Người ở quê vốn vậy Họ sống thật thà hồn hậu Như Đạt cưới được vợ đẹp Lại có xe ô tô riêng Cứ chỉ trỏ đầy ngưỡng mộ Mặc dù ngày đó là xe của bố vợ Nhưng mỗi lần về quê Đạt vây mặt lắm Cứ tha hồ chém gió khoe khoang Làm cho ai cũng lắc mắt Họ bảo Đạt là số chuột xa chỉnh nếp Nhưng cũng có một vài người xì xào bảo Chắc gì đã sướng Biết đâu Đạt chỉ võ mồm thế thôi Nhìn mắt Đạt cứ láo liên Vẻ không thật nên họ đoán Giờ có thể Đạt đánh quản lừa Nên mới lấy được vợ giàu như thế Vì hắn có tiếng là giỏi tán gái Lại có khoan nói Người ngợm cũ gọi là bảnh trai Thì lấy đâu chả được vợ Mà đúng xoán thơm thật Không những lấy được vợ đẹp Lại còn ngon lành cành đào Vì bố mẹ vợ chỉ có nhõn một cô con gái Còn hữu công ty khai thác Chế biến gỗ tầm trung Nhà cửa không phải nghĩ Bởi ông bà có tận mấy căn nhà phố Toạn lạc ở những vị trí đắc địa Nhưng cũng có người thì dè biểu Mà ông bà đại gia kia ngu trà Hà Nội thiếu gì Cho con gái đâm đầu lấy một thằng miền núi Nói chung là chuyện hắn lấy được vợ đẹp ngày đó Là cả đề tài bàn tán sôi nổi khắp cái vùng quê nghèo Nhưng đời không như là mơ Tình không đẹp như thơ Việc đạt có được mọi thứ quá dễ dàng Khiến hắn không biết trân trọng Bắt đầu lao và ăn chơi chắc táng Xong hắn là người giỏi che đậy Nên ông bà nhạc và cô vợ xinh đẹp Chẳng mảy may nghi ngờ Chỉ đến khi người ta đến xiết nợ Thì ông bà Ninh mới té ngửa Nhưng chàng nhẽ phủi tay Mà kệ bọn xã hội đen đánh chết đạt à Dù sao nó cũng là con rể của mình Hân lúc đó rất giận chồng Nhưng cũng thương anh Bè xin bố mẹ trả nợ giúp Ông bà cũng đại ngậm bồ hòn làm ngọt trả nợ cho hắn Ông Ninh sau trận đấy to nhỏ khuyên bảo hắn Đừng có xa chân vào con đường cờ bạc cá độ kẻo thân tàn ma dại có ngày Hắn nghe cha vợ nói Tỏ vẻ ân hận lắm Hứa lên hứa xuống Từ bỏ chuyện xấu kia Thậm chí hắn thề độc để ông bà yên tâm Nói vậy mà không phải Đạt ngựa quen đường cũ Tính nào tật đấy Và chẳng bao lâu số nợ lên tới con số khổng lồ và cái đích là hai căn nhà phố của ông bà Cũng bốc hơi một đi không trở lại Lần này không phải ông bà tự tay bán hai căn nhà đó Mà là do Hân Cô đặt bút ký vào bản hợp đồng sang nhượng để cứu chồng Vì hai căn nhà này bố mẹ mua cho cô Ngày đó nhìn bọn sang hồ vác mã tấu đến nhà Rồi tán hết cả sơn vào cửa để cảnh cáo mà cô khiếp hãi Người ta nói quyết làm cam chịu đúng là không sai Quay trở lại thực tại Bà Tuần đang ngồi vẽ những hạt ngô nướng thơm lừng đưa vào miệng Thì có tiếng kẹt cửa Vì chưa đi ngủ Nên cửa nẻo bà chỉ khép hờ chứ không cài then Chưa kịp lên tiếng Một bóng đen nhào vào cất giọng hấp tấp Nè con đây mẹ Bà giữ người Thấy người đứng sửng sững trước mặt Là thằng con trai yêu quý của mình Thì tròn mắt ngạc nhiên Sao con về đây một mình Sao về muộn thế cái hân đâu Từ từ đi mẹ Mẹ còn gì ăn không con đói quá vẫn biết thằng con trai có tính háo đói Bà thấy vậy mới mắng yêu Chà bố nhà anh Cái nét xấu từ hồi nào vẫn thế Để mẹ dọn cơm cho mà ăn Có cả khoai luộc nữa May hôm nay mẹ nấu nhiều Ăn cơm với cá suối kho nhá Nhanh lên mẹ, đói quá Mày làm gì mà cuống cả lên thế con Cứ như kiểu bị người ta bỏ đói lâu ngày Bà Thuần dọn cơm ra Và ngồi nhìn con ăn Đã ăn một loáng đánh sạch bách cho cơm trong nồi Rồi làm thêm mấy củ khoai Xong xuôi Hắn ngồi xuống bên bếp lửa Đang nghĩ xem nên nói chuyện với mẹ thế nào Thì bà Thuần hỏi Thế con về có lâu không Xe cộ đâu mà đi người không thế Hắn chững một nhịp Không trả lời thẳng câu hỏi của mẹ mà đáp Tết này con ăn Tết ở nhà với mẹ Thấy lạ bà mới hỏi Thế cái hân đâu Hai đứa giận nhau đấy à Lúc này hắn thủng thẳng đáp Cô ấy bỏ con rồi mẹ Bà tự mình nghe nhầm tròn mắt giơ tay nắm cổ áo con trai lắc lắc mày nói đi mày đang đùa mẹ đúng không đạt con nói thật đấy chuyện này sao mà đùa được thôi chuyện dài lắm từ từ con kể cho mẹ nghe trước mắt mẹ đừng nói chuyện này với ai nhé hai mẹ con vừa nói đến đây có tiếng bước chân rầm dập chạy vào đạt hoảng hồn ngước lên chưa kịp định thần bắp ngô nướng cầm trên tay rơi bịch xuống đất tay chân hắn run rẩy mắt chữ o mồm chữ a Nhất thời hắn câm lặng Bà Thuần cũng á khẩu Mãi sau đấy bà mới lắp bắp hỏi Các anh, các anh là ai? Sao lại chạy vào đây thế? Bà già Bà muốn biết chúng tôi là ai? Hỏi con trai của bà đi Nó chưa nói gì với bà đấy à? Các anh nói gì? Tôi không có hiểu Vậy thì chúng tôi nói nhanh cho nó vuông Thằng con trai bà đang nợ đại ca chúng tôi 4 tỷ Bà hiểu chứ? Là 4 tỷ Bà mau bảo nó trả tiền Ăn được thì phải trả được Muốn điên ổn thì nôn tiền ra Còn không ấy, khó sống đấy Tết nhất đến nơi rồi Má kiếp nhà nó chứ Nói xong Thằng này lôi từ trong chiếc ca táp Một đống giấy nợ Rồi sau đó chia ra trước mặt bà Thuần Bà đọc được hay không Để chúng tôi đọc thay đây Còn cái chữ ký to đùng này Chắc bà nhận ra Là của thằng quý tử này đấy Nó lừa đại ca tôi Hẹn năm lần bảy lượt mà không trả Báo hại bọn này băng rừng vượt suối mấy chục cây số lên đây Bà tưởng báo lắm nè. Rồi à? ơi các chú nói dối Con tôi làm sao nợ nần kiểu này Chẳng phải vợ chồng con tôi đang sống rất đàng hoàng Đạt trả lời đi Họ nói đùa đúng không Đạt mặt như chàm đổ Dưới ánh điện vàng vọt hắn chỉ biết ú hớ Mẹ xin mẹ tha lỗi cho con Là là họ nói thật Mẹ mẹ cứu con với Mẹ Ui giời ơi thế này là thế nào Vậy mày giết mẹ đi còn hơn Đạt ạ à? Mẹ bảo mẹ đào đâu ra số tiền lớn như vậy bây giờ Làm gì mà nợ những 4 tỷ Hay chính vì chuyện này Vợ mày nó mới bỏ đúng không Nó đi đạt Sao càng ngày mày càng đổ đốn thế hả Ông ơi là ông ơi Ông sống khôn chết thiêng Về đây xem thằng con quý tử của ông nó báo hại tôi Ôi giời đất ơi Thằng rồi đánh Mày giết mẹ đi đạt ơi Thôi bà già ơi Bà đừng khóc kêu gào làm gì Vì đây hoàn toàn là sự thật Thằng con ăn hại của bà nó khốn nạn lắm có khóc thế khóc nữa cũng không thay đổi được gì tôi hỏi thật nhé các người có trả được nợ không thì nói đi đạt giờ rũ ra ôm lấy chân mẹ có bà thuần đập tay vào người đạt kêu gào xong phòng có ích gì bảo kia thấy hai mẹ con nhà này ôm cứng lấy nhau như thế thì ngứa mắt lắm kiểu này có mà đến hết đêm cũng chả nghe hết màn trách móc thở than thằng hồi nãy bực dọc dậm gót giày bà ngạc nhiên lắm à bà tưởng thằng con giờ đánh của bà nó ngoan lắm á nói cho bà biết đó chỉ là cái vỏ bề ngoài Để nó dễ bề đi lừa con gái nhà người ta thôi Đúng là thằng ăn cháo đá bát Ngồi trên hũ vàng mà không biết thân biết phận Giờ đến cá cũng chẳng có mà ăn. Vợ nó cũng bỏ rồi Bà biết chưa Mẹ kiếp An phận không muốn Ham hố đỏ đen cá độ Đời mày cũng mặt dẹp thôi con à Này Mày nói đi Có tên trả nợ không Đừng giờ cái điệp khúc khất nợ ra đây Để bọn bố đêm hôm lặn lộ đến đây Không thể về tay không được đâu nếu không có tiền ấy, thì đi theo bọn tao mau lên bà thuần giờ cảm nhận mối nguy hiểm trước mặt bà chạy đến ôm lấy tay thằng vừa nói các chú ơi các chú thương tình thư thư cho mẹ con tôi ít bữa để qua cái tết này rồi tôi bán đất trả nợ các chú được không bà đùa đấy à miếng đất khỉ ho có gái này của bà ai thèm mua rồi ăn hất hàm nói với hai thằng còn lại không lâu thôi gì nữa tóm cổ nó đi để xem lần này ăn nói kiểu gì với đại ca Tôi cắn rơm cắn cỏ lại các anh Mong các anh tha cho nó Giờ anh bắt con tôi Nó chỉ có người không thôi Chỉ bằng nghe lời bà già này Thư thư cho nó ít bữa Tôi bán tất cả nhà cửa đất đai gom tiền lại trả cho các anh Chúng tôi không trốn đâu mà các anh lo Xin các anh Không được Có gan làm thì có gan chịu Bà có trách thì trách thằng con của bà không biết nghe lời Ăn cơm không muốn lại đòi ăn xít Nó tự làm thì tự chịu chứ ai ép Đại ca tôi đã mở đường cho nó bao lần Thế mà nó củ nhảy không trả Còn định dở cái bài chuồn ra đây Tao nói cho thằng khốn nạn kia biết Dù mày trốn lên trời Hay là chui xuống địa ngục Cũng không thoát được đâu Gầm trời này hẹp lắm Sớm biết có ngày này tu sớm đi Tiếc là cái máu đỏ đen cá độ Nó ngấm vào máu mày quá sâu rồi Đà sợ quá Như điều hắn sợ nhất Mẹ hắn không chịu nổi cú sốc này Mà lên cơn tai biến thì khổ vì bà vốn bị bệnh cao huyết áp Yếu tim sẵn Cả đời này bà hy sinh cho anh Cha chẳng may mất sớm Bà một mình tần tảo sớm hôm nuôi hắn khôn lớn Lại lo cho con ăn học đại học đàng hoàng Thế mà đến lúc gần đất xa trời Hắn làm được gì cho mẹ Hay chỉ toàn đem đến đau khổ cho bà Cả hai người phụ nữ yêu thương hắn Hắn một tay hủy hoại Hắn có còn là con người nữa không Một chút lương tâm còn sót lại Đạt lao đến gỡ tay mẹ rồi nói Tôi theo các anh Có mẹ mẹ đừng lo Có giải quyết việc này Mọi thứ do con gây ra Con gánh chịu Mong mẹ giữ gìn Ngàn lần xin mẹ tha thứ Bà Tuần khóc ngất Bà tuyệt vọng vừa khóc vừa nói Giờ đất ơi Thế này mày giết mẹ đi còn hơn Đạt ạ, à? Tôi còn biết sống sao đây hả rời Thằng kia biết không thể đứng đây Nghe mèo khóc chuột mãi Nghe mà khóc thương nãy giờ Chúng nó thấy nhảm hết cả tai Mấy thằng kia xem chừng cũng xuất ruột Thằng tên Hùng hất hàm ra hiệu cho mấy thằng kia Tức thì hai thằng chờ lệnh nãy giờ Lao ra kéo sành sạch đạt ra cổng Ở đó có chiếc xe hơi chờ sẵn Trung Tống đạt lên xe Đóng ập cửa lại Mặc kệ cho bà mẹ tội nghiệp gào khóc gọi con Trong xe Thằng đạt lặng lẽ cúi đầu không dám nhìn mẹ Khoái mắt hắn Hai giọt lệ muộn màn rơi xuống Chiếc xe ngay lập tức lao vút đi Để lại bóng bà thuần mờ dần Mờ dần Rồi chìm sâu màn đêm đen đặc Chiếc xe đi đoạn đường dài mới dừng lại trước lùm cây rậm rạp ven đường. Đã lúc này chỉ biết u ớ, chứ không thể nói được vì miệng bị bọn kia dán băng keo và trói nghiến lại rồi. Mắt cũng bị băng kín. Giờ xung quanh hắn chỉ là một màn đêm đen kịt, không thể định hình. Một nỗi sợ hãi bao trùm như thể bản thân sắp bị giải xuống địa ngục. Bên tai hắn, tiếng thằng tới cấu vang lên. Mới chỉ nghe tiếng thằng này, đạt hồn bay phách lạc muốn tè cả da quần. Mẹ nói chứ, làm bố mày lặn lội tận đây Bố cho mày bao nhiêu cơ hội Mày không biết nắm giữ Thì đừng trách bố ác Giờ số phận của mày có người khác định đoạt, Hãy cầu trời đi con Rồi hắn cầm điện thoại gọi cho ai đó Đến đi nhớ mang đủ tiền Chúng tôi đợi ngã ba đổi sim Hẹn chỗ cũ nhé Đã không biết chúng định làm gì mình Nhưng có một điều hắn không thể ngờ Chẳng có thứ gì miễn phí Và bọn này không bao giờ tha cho hắn Số tiền hắn nợ tới cấu cho đến thời điểm này Tính cả lãi là 4 tỷ Xong giờ cái thứ mà hắn sắp phải trả cho bọn chúng Nó còn kinh khủng hơn nhiều Thế mới nói Trời giao lắm, có ngày đứt tay Đừng bao giờ đùa với xã hội đen Vì hiệu quả bạn nhận được khi trái ý chúng Thực thê thảm vô cùng Một giờ sau, xe chạy đến điểm hẹn Trước mặt có một chiếc Fortuner màu đen chờ sẵn Tới cấu và gã đàn em bước xuống xe Bên kia, một gã đầu chọc lóc Mặc đồ ký giả đang đứng gác chân lên bệ xe Thế nào? Hàng chuẩn bị xong chưa? Ngon rồi, mời ông anh xem hàng Chỉ có chuẩn trở lên Đảm bảo cả ba bộ phận đều ngon lành phở luôn Ông anh thích nướng thêm món nào nữa thì tùy Một cái giá quá hơi đúng không? Lão đầu chọc ngó cổ vào xe tới cấu Thấy Đạt bị trói gô ngồi trên xe Nhìn tướng tá ngon lành thì gật đầu nói Để anh còn đợi bác sĩ xét nghiệm nếu tất cả thông số ok 50% còn lại chuyển về tài khoản của chú Rồi anh gửi trước 50% nhé Trời, ông anh làm ăn với tôi bao năm rồi Lạ gì tính thằng em này nữa mà e rè Sao không chuyển khoản luôn đi cho gọn Chẳng phải tôi gửi đầy đủ kết quả xét nghiệm của nó cho lão rồi đi Làm ăn với nhau chứ tín Tôi có phải trẻ con đâu mà đùa Không được cái này liên quan sức khỏe con người Nên vì chính xác 99% Không thể dễ dãi tơi phời được ngộ nhỡ có bệnh gì đó và mấy cái kia không dùng được, chẳng phải anh lỗ chồng vó. Trời đất, một vốn bốn lời mau nghe. Tôi thấy trong người nó thứ gì chẳng dùng được, nào gan thận tim phổi ruột rác mà vẫn không chắc ăn. Mà chú lo gì nhở? Anh mày làm ăn uy tín, cơm chưa ăn gạo còn đó cứ yên tâm. Một tiếng nổ ầm vang lên bên tai khi nghe bọn này trao đổi. Trời ơi, lẽ nào hắn bị tới câu bán đứng, bản thân rơi vào tay bọn buôn người? đã sợ hãi, đổ mồ hôi hột. Trong khi trời rét căm căm, hắn mơ tự cảnh mình sẽ bị đưa lên bàn mổ lấy nội tạng. Và nơi xa xôi nào đó, rồi bị vứt và xó xỉnh tối tăm như thứ đồ bỏ đi sau khi hết giá trị sử dụng. Biết đâu cái thân rẻ rác này bị bọn chúng thủ tiêu để bịt đầu mối. Dễ lắm chứ. Khi ý thức được nguy hiểm tất cả đã muộn, làm sao để trốn thoát khi đang bị trói nghiến thế này. Mổ miệng mắt mũi bị vô hiệu hóa có mà chạy vào mắt Mọi cơ hội coi như bằng không Nhưng không lẽ cứ nằm đây chịu chết à Bằng mọi cách phải thoát thân thôi Thấy đạt cửa quậy Tới cấu mới đánh mắt sang tên đối tác cảnh báo Ông anh cẩn thận đấy Thằng này nó liều lắm Chỉ cần sơ hở một chút Khéo đi tong đấy Chó cung rất rộ mà Gã đầu chọc nhếch miệng cười ngạo mạn Chú xem thường anh quá đấy Thằng nào vào tay anh cũng phải nhũn như con chi chi Đến con ruồi chẳng lọt được Loại này làm gì có cửa Trừ phi nó có phép thông thiên hay độn thổ Yên tâm đi Nhớ đấy nhá Sau khi có kết quả xác định hàng ngon Anh chuyển nốt 50% cho chú Ok Đành vậy chứ biết làm sao Tới gật đầu cây rụp Gã đầu chọc hắt hàm và khoát tay ra hiệu cho đàn em Tức thì một thằng chía nghe cái điện thoại bấm bấm Chỉ bằng vài thao tác Tiếng điện thoại của tới kêu tít tít báo hiệu tin nhắn đến Hắn rút điện thoại lướt nhanh dòng tin Thấy tài khoản cộng thêm 9 con số thì mỉm cười Hy vọng ông anh kết sổ sớm cho em tới nhất đến nơi rồi Gã đầu chọc cười khà khà Vỗ vai thân mật bảo tới Yên tâm đi chú em Hợp tác vui vẻ Vì chúng giao dịch ngay bên ngoài Cửa xe để mở Mọi lời nói lọt hết vào ta đạt không sót một câu Giờ hắn té ngửa vì biết mình đại ngu Khi phát hiện một chi tiết quan trọng Trước đó lúc tới nhà tới cấu Hắn được một tên đàn em đưa đến một bệnh viện tư Để khám sức khỏe tổng quát với tiêu chí muốn phục vụ dưới chướng đại ca Các thành viên bắt buộc phải khỏe mạnh Không nghiện hút, không mắc bệnh xã hội Có ai ngờ lần khám tổng quát Chính là cuộc sàng lọc sức khỏe trá hình Mà anh không hay biết Đạt miên man suy nghĩ Với mơ hỗn độn trong đầu Bên ngoài tới cấu móc tay cho hai thằng đàn em trong xe Nói câu gọn lọn Giao hàng Nhanh như chớp Hai thằng này nó lôi Đạt ra ngoài Rồi bàn giao cho lão đầu chọc Ngay lập tức phía lão có hai thằng khác tiến lại chúng kéo đạt lên xe rồi đóng cửa lại mặc choan ú ớ dãi ruộng có lẽ hắn hiểu tính mạng của mình được định đoạt và bản thân lành ít giữ nhiều nhưng giờ đây hắn chỉ biết cầu trời hy vọng phép màu sẽ đến Chứ làm sao thoát được bầy lang sói trong khi bản thân bị thúc thủ lực bất tổng tâm vì nhìn hắn lúc này khác gì con lợn bị chó gô một chỗ chờ cắt tiết làm lông hắn cũng chẳng biết mình bị đưa đến đâu chỉ biết tới cấu đem bán hắn cho một bọn khác Nằm trong đường dây buôn bán nội tạng xuyên biên giới thì phải Người hắn bỗng run cầm cập vì sợ Hắn biết bọn này không nói đùa Nếu hắn không thoát được Tất cả nội tạng trong người hắn Thứ nào dùng được bị moi ra bán hết Đó chính là món hàng siêu lợi nhuận Các tổ chức mafia trên thế giới nhắm đến Ngày hôm sau Trong giờ dạy Hân thấy lòng mình nóng như lửa đốt nỗi bất an nổi lên không rõ nguyên do sự bồn chồn thấp thỏm khiến cho buổi trưa cô phóng ngay xe máy về nhà cứ tưởng đạt ở trong ấy nhưng mà không hắn đi đâu cửa khóa im mỉm mở khóa đi vào trong nhà hân thấy mọi thứ lặng như tờ dưới phòng ăn tất cả ngổn ngang như bãi chiến trường đây là một thói quen vì tính bừa bộn cố hữu của đạt đi vào trong phòng ngủ mở tủ ra cô thấy một số quần áo được đạt mang đi còn đa số ở trong tủ Dọn dẹp một lúc cảm thấy tạm ổn Khi chuẩn bị đi vào trường Chuẩn bị giờ dạy buổi chiều Tiếng điện thoại vang lên Nhìn màn hình thấy đó là số máy của mẹ chồng Nghĩ đến bà Thuần cô chạnh lòng Bà rất đáng thương Các cụ nói cấm có sai Có 10 thì tốt Có một thì xấu Điều đó đúng với bà Cả đời bà tần tảo nuôi con Nhưng chả được nhờ đạt cái gì cả trước đây nhiều lần cô muốn đón bà xuống hà nội ở với vợ chồng mình nhưng bà không chịu nên thi thoảng cô lại gửi tiền lên biếu bà tuy không kể cận được thường xuyên xong vào dịp dỗ tết nào hân cũng thu xếp để về mấy tháng hè bạn bè thi nhau mở lớp dạy thêm tăng thu nhập có cô lỉnh kỉnh chuẩn bị đồ về với mẹ chồng đây là dịp cô ở với bà lâu nhất lần này không biết bà gọi cô có việc gì đây thực tình việc cô và đạt không thể tiếp tục với nhau Cô chưa dám nói với bà Cô sợ nếu nói với mẹ chồng Cô bị bà thuyết phục Chẳng thể dứt ra được Vì cô hay bị mềm lòng Cầm máy lên Cô giật mình khi thấy tiếng bà thuần ngắt quãng cất lên Hân à mẹ đây con Thằng Đạt Thằng Đạt nó không xong rồi con ơi Kìa mẹ mẹ nói gì Mẹ đừng khóc Có gì nói con nghe được không Mẹ chết mất Hân ơi Con bỏ nó mẹ đau một Còn chúng nó bắt thằng Đạt đi mẹ đau mười Lẽ nào mẹ mất nó rồi hả con Sao thế mẹ Anh Đạt về quê à? Có chuyện gì vậy ạ à? Con có thương mẹ không Thằng Đạt về nhà tối hôm qua Xong nó bị bọn người bắt đi rồi Bà Thuần kịp nói với con dâu mấy lời như vậy Rồi bỏ máy Hay không yên tâm gọi lại Mẹ à mẹ bình tĩnh nghe con nói Giờ sức khỏe của mẹ mới là quan trọng Mẹ nói đi Mẹ ở đâu đấy con lên với mẹ Tức thì người phụ nữ lớn tuổi khác nói chen vào Hân à Mẹ chồng con ở bệnh viện huyện Bà ấy bị xỉu May hàng xóm phát hiện kịp thời báo cho gì Nếu con xin nghỉ được vài ngày thì tốt quá Bà ấy đang dối lắm Dạ để con xin nghỉ Nói rồi Hân sắp ngử phóng một mạch về trường Và vào ngay phòng hiệu trưởng trình bày Nghe cô nói nguyên do Chị Hoa hiệu trưởng mới bảo Khổ thân em Chồng trả ra chồng Lại chăm dâu đổ đầu tầm Thôi không còn tình thì còn nghĩa Em nghĩ vậy là phải cứ yên tâm nghỉ đi Để chị bố trí người giải thay Tạm thời em nghỉ 3 ngày Nếu cần thêm thời gian thì báo chị nhé Em cảm ơn chị nhiều Vậy em xin nghỉ luôn được không ạ Em nhờ cô Thu giải thay Ừ em nói với Thu xong thì đi đi Chúc cho mọi việc tốt đẹp nhé 3 giờ sau Hân có mặt ở bệnh viện huyện Vì ở đây chỉ là huyện vùng cao Bệnh nhân cũng ít Câu hỏi thăm phòng bệnh của mẹ chồng Cũng không khó khăn gì tài sách nách mang bao nhiêu thứ nào tủ yến nước sâm một vài loại thực phẩm bổ dưỡng dành cho người bệnh vừa nhác thấy bóng cô bà gì của đạt gieo lên ôi con hân đây rồi đấy chị xem người đâu quý hóa thế đẹp như thế kia lại có tâm như vậy và đây con ơi con chào gì mẹ à mẹ thấy trong người thế nào có đỡ hơn không ạ bà thuần tủi thân khóc quả mẹ chết mất sao đời mẹ khổ thế này hả con dạ mẹ đừng xúc động kêu ảnh hưởng sức khỏe có con ở đây rồi Đoạn cô quay sang bà dì nói Con cảm ơn dì lo cho mẹ con chu đáo Giờ tối rồi con không dám bỏ dì về Dì ở đây đêm nay Sáng mai có gọi xe cho dì về Để con chăm mẹ con được ạ Ừ thấy mẹ mày sức khỏe không đến nỗi gì cũng đỡ lo Bác sĩ nói bà ấy chủ yếu bệnh về tâm Chỉ cần giữ tinh thần tốt Ăn uống tịnh dưỡng chu đáo là ổn thôi Thế con được nghỉ lâu không Dáng chăm cho bà ấy ít hôm chỉ mới nửa năm trời không thấy mẹ chồng Giờ no bà tiểu tụy hẳn đi Hân thầm trách đạt quá vô tâm Giá nhà nó không tồi tệ như vậy Cô đã có thể cùng hắn chăm lo cho bà chu đáo hơn rồi Chị e đây là lần cuối cô được ngồi với bà thế này Nắm tay con dâu Bà Thuần khẩn khoản van nài Chắc thằng Đạt nó không làm sao đâu Con tha thứ cho nó được không Đừng bỏ nó Hãy cho nó cơ hội đi con Mẹ cầu xin con Mẹ biết nó đã sai với con nhiều Tội nó lớn lắm Nhưng vợ chồng không thể nói bỏ là bỏ Con lại là người tình cảm vị tha Nghe mẹ lần này thân à Cô im lặng không nói gì Nước mắt lặng lẽ rơi chứa chan Bà gì thấy vậy gỡ bí Chị lo tịnh dưỡng đi Mấy chuyện đó cứ để bọn trẻ tự giải quyết Mình già rồi lo cũng chẳng được Mà chuyện thằng Đạt cũng tệ Vợ trẻ đẹp thế này không thương Thì thương ai Lại tự mình đạp đổ tương lai của mình Dại quá bà thuần nghe em gái nói vậy, sushi khóc nấc. hân ở giữa cũng thử khó, muốn giấu bà cũng không được. đạt đã nói ra với mẹ chuyện hai người chia tay. song điều quan trọng cô lưu tâm lúc này, đạt bị bọn nào bắt đi. liệu có phải chúng định tống tiền không? theo suy luận, cô đoán chắc bọn chủ nợ. chết cô cũng không đoán được lần này đạt đụng phải tổ quỷ. e là ngày trở về của hắn còn xa và dài. cô quay sang ăn đuổi mẹ chồng. Mẹ đừng lo lắng quá Mọi chuyện được giải quyết thôi Con nghĩ bọn chúng không dám làm gì anh Đạt đâu Giờ sức khỏe mẹ mới là quan trọng Con sẽ thay anh ấy chăm sóc cho mẹ Bà Tuần thấy con dâu nói vậy Hòa lên khóc Con hứa với mẹ đi Đừng bỏ thằng Đạt Mẹ chỉ có mình nó Giờ có thêm con Con đừng đi Sáng hôm sau Hân bắt xe cho bà dì về quê Còn mình thì ở lại chăm mẹ chồng Cô đúng là một người con dâu hiếu nghĩa Bà Thuần thật tốt phước khi có được cô Xong đời chẳng bao giờ được chữ ngờ Giá như Đạt biết trân trọng Vun vén cho tổ ấm của mình Chẳng ai hạnh phúc bằng anh ta Tiếc là đời không tồn tại hai chữ giá như Hay biết thế Chỉ để khi họ nhận ra sai lầm của mình Mọi việc đi quá xa rồi Hân cha mẹ chồng được hai ngày Bà Thuần dứt khoát đòi ra viện Bà sĩ khám bảo bà chỉ bị ảnh hưởng tâm lý thôi Chứ sức khỏe tim mạch không có vấn đề gì như vậy thì cũng yên tâm đành động viên cho bà quê ngoài hân phải điện về trường xin nghỉ thêm hai ngày nữa là 5 ngày cộng với hai ngày nghỉ cuối tuần cô định bụng chủ nhật mới về hà nội nghe tin bà thuần đi viện về hàng xóm đến chơi cũng đông ở quê là thế tỉnh làng nghĩa xóm quây quần sớm tối có nhau chỉ cần nghe nhà nào có việc lúc sau cả làng đã zoom đến chật ních nhỉ cô con dâu từ hà nội về cha mẹ chồng chẳng thấy con trai bà thuần đâu ông tân nhà cạnh đó mau mồm ơ ờ, thế đạt sao không tới mặt mũi đâu bà thuần bấy giờ ngước đôi mắt mệt mỏi cầu cứu con dâu nhìn thấy biểu cảm của mẹ chồng hân liền đáp thay mẹ dạ nhà cháu vào viện mấy hôm trước hôm nay mẹ cháu ra viện công ty có việc gấp nên anh ấy phải đi ngay các bác thông cảm ạ à? ừ thế còn được tôi tưởng mẹ nằm viện anh ấy không về thì không nên nhưng biết sao được công việc mà cũng mẹ có có cô Bà Thuần đúng là tốt phước Có cô con dâu thủ đô Người đã đẹp như hoa Mà lại còn tốt nét chứ Ông này nói xong Bà mơ bên cạnh nói vào Mà vợ chồng cháu xem thế nào Đẻ cho mẹ mày mấy đứa đi Rồi khi nào cứng cắp Vất lên đây bái nuôi cho Vừa có gửi bầu bạm sớm hôm Chúng mày lại có thời gian đi làm Hân không nói gì Chỉ biết cười trừ Cuối cùng mọi người cũng về hết Chỉ còn lại hai mẹ con bà thuần ôm lấy tay con dâu vừa khóc vừa nói mẹ biết thằng đạt nó làm khổ con nhiều nó lừa dối ông bà thông gia lừa dối con mẹ có tội lớn vì không dạy được nó những chuyện này mẹ mới biết thôi thực xấu hổ với con quá con đã khổ vì nó nhiều mẹ chỉ dám xin con lần này con vì mẹ giang tay cứu lấy nó biết là đây đò hòa quá đáng nhưng con thương mẹ cho nó cơ hội quay về con nhé Mẹ cắn rơm cắn còn lại con Đừng bỏ nó nghe Hân Cô nhẹ nhàng gỡ tay bà ra Nước mắt Hân lúc này ngân ngấn nơi khóe mi Cô nghẹn ngào Mẹ đừng nói thế Trước mắt mẹ lo giữ gìn sức khỏe Mọi chuyện tính sau đi ạ Không Nếu con không tha thứ cho nó Mẹ không yên tâm Mẹ chưa từng xin ai Nhưng mẹ xin con Mẹ xin được thay mặt thằng rời đánh Ngàn lần xin lỗi con Xin con mở lượng hải hà Mở ra cho nó lối quay về mẹ biết trong thâm tâm nó yêu con nhiều lắm chỉ tại cái mồm ba khẩu còn con con vẫn yêu thằng đạt đúng không các con không thể bỏ nhau dễ dàng như thế được hai đứa còn chưa sinh cháu cho mẹ cơ mà con mong mẹ hiểu cho con không phải con không tha thứ hay vô cảm với anh ấy mẹ biết cả rồi con không nói ra đây nhưng việc anh đạt gây ra quá sức chịu đựng của con con không thể tiếp tục mặc dù con thương mẹ anh ấy tính nào tật đấy không bỏ được vừa rồi bác con phải bán đi căn nhà duy nhất để trả nợ đấy mẹ nhưng đó là nơi thờ tự bố mẹ con con không cho phép ai được động vào ngôi nhà đó anh đạt đúng là hết thuốc chữa rồi ạ à? hân nói xong khóc ngất cô không muốn xoáy sâu vào nỗi đau của mình cũng không muốn bà thuần lo lắng thêm nên cô không kể hết chuyện của đạt cạn tàu giáo máng đem bán mình để gán nợ để việc nhờ nhớp ấy anh ta dám làm thì còn chuyện gì mà nói nữa đây Tình nghĩa vợ chồng chẳng bằng một đêm cá độ của anh ta. Nếu yêu cô, Đạt đã không làm vậy. Nếu yêu cô, Đạt đã chẳng phản bội cô hết lần này tới lần khác. Có chết, cô không quên được giây phút anh ta trai trên gái dưới với cô gái lẳng chơi. Vũ vàng sụt toát bao nhiêu đêm ăn ái vợ chồng. Sẵn sàng coi cô như thứ đàn bà cũ, là hạng gái bỏ đi. Như vậy thì tình cảm ở đâu? Một người miệt mài xây tổ, một người phá sức. Thì cô khác nào công dã tràng đâu Một hồi chuông điện thoại nổi lên Cắt ngang dòng suy nghĩ của cô Nhìn vào số máy đó Cô biết của ai liền bấm bỏ qua Sau đó cô nhắn tin lại Tôi có việc đột xuất ở nơi rất xa Tôi gọi lại cho anh sau Đầu dây bên kia đọc tin nhắn Có lại đoán ra cô không tiện nghe điện thoại Cô giữ gì sức khỏe Mấy ngày qua không thấy cô Sợ có chuyện gì nên tôi gọi hỏi thăm Nếu cần gì cứ nói với tôi đừng ngại Cô nhắn một câu cảm ơn anh rồi thử người ra lại thêm cuộc gọi nữa Lần này là Thảo Cô tế nhị xin phép mẹ ra ngoài nghe điện thoại Vừa bấm kết nối Thảo bên kia vang lên Tình hình thế nào rồi chị à Em nói trước lần này chị cứng rắn dứt khoát lên Đừng có mềm lòng đâu đấy Tình thương phải đặt đúng chỗ Chị như thế là quá tình cảm rồi Nếu gã van xin đó quay lại Tôi đối cự tuyệt cho em Mà cái gã này cũng tồi lắm Định dùng bài khổ nhục kế níu kéo chị đấy Việc đạt bị nhóm người kia bắt đi Hân chưa dám nói cho Thảo biết Cô định bụng khi nào về kể hết sự tình cho Thảo nghe sau Em yên tâm Chị biết mình phải làm gì mà Thế khi nào chị về Hà Nội em đi đón Thôi không phải lo Chị chủ động bắt xe thế nhá Chiều chủ nhật về chị sẽ nói chuyện với em kỹ hơn Thảo chưa cúp máy Cố tình hỏi thêm Bà ai đỡ chứ chị Ở trên đó tối chị ngủ với ai Chị ngủ với mẹ chồng mà em yên tâm Không có chuyện gì xảy ra đâu Ai biết được chị thì em tin nhưng em không tin lão đàn người như lão đó chả có tí bảo hành nào đâu chị đừng cho lão động vào người nhé phải giữ bằng được nguyên đai nguyên kiện nghe chưa biết là cô em luôn lo cho mình Hân trời nan mãi thảo mới chịu buông máy đi vào nhà thấy bà tuần lo lắng hỏi trường gọi con về à hay con về dưới đó giải quyết công việc của mình suy nghĩ nhiều cũng ngại lại bắt người khác dạy thay nữa con yên tâm mẹ cũng đã ổn rồi Dạ người bạn thân của con gọi mẹ đừng lo, trước khi đi con xin phép hiệu trưởng rồi ạ. Dạ. Con đợt lại chăm cho mẹ đến chủ nhật mới về Hà Nội. Từ giờ mẹ cố gắng giữ gìn sức khỏe. Con ở xa nên không đỡ đần gì được. Bà Thuần nắm tay cô rồi nhìn hân ánh mắt đầy khẩn khoản. Chỉ cần con tha thứ cho thằng đạt, mẹ không cần thuốc thang gì cũng khỏi. Cuối đời mẹ mong hai đứa được hạnh phúc. Nhà này cưới được người con dâu như con đã là phúc lớn lắm rồi. Lại là lời khẩn cầu tha thứ Cô chưa biết đạt giờ ở phương trời nào Tự nhiên cô không lo cho bản thân mình Mà lo cho bà Thuần Tới đây nếu đạt không về Không biết bà sống ra sao Tại địa điểm bí mật bên kia biên giới Trong một trang trại rộng lớn Được trồng toàn táo và nho Nếu nhìn bề ngoài Ai cũng nghĩ đây là mô hình canh tác trái cây thuần chủng Nhưng không Bên trong nó thực sự là hoạt động bất hợp pháp Của thế giới ngầm Giữa trang trại có tòa nhà kho là nơi dùng chứa nông sản và trái cây thu hái chờ đóng thùng mang đi nơi này hoạt động chặt chẽ có lính gác ba bể bốn bên cẩn mật 24 trên 24 nông dân chăm sóc cây tuyệt đối không được bén mảng đến khu vực này những kẻ ra vào chỗ này hầu hết mang vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm cuối tòa nhà có căn hầm bí mật bên trong rất rộng chứa được cùng lúc hai chục người giữa hầm được kê chiếc bàn inox hình chữ nhật có chân đẩy cơ động kiểu giường y tế cạnh đó bốn người bị trói nghiến ở một góc miệng họ bịt băng keo mắt cũng bị băng kín đứng chiếc bàn inox vị bác sĩ mặc áo blue trắng đang cầm dao mổ trước mặt ông ta là người nằm ngửa chân tay bị gắn chặt vào bốn chân giường vị bác sĩ có vẻ quá quen việc này vẻ mặt điềm nhiên ông ta cầm dao mổ rất thành thục người phụ mổ bên cạnh lành nghề không kém vì đây là kỹ thuật lấy tạng nên bắt buộc phải mổ thường chứ không mổ nội soi như các loại phẫu thuật khác chỉ bằng mấy thao tác ông bác sĩ lôi từ trong người đang nằm một quả thận ngay lập tức tay phụ mổ đỡ lấy trái thận từ tay bác sĩ và để vào một chiếc hộp đặc biệt đưa đánh số cẩn thận cứ tưởng công việc đã xong nhưng mà không ông ta tiếp tục rạch một đường trên ngực lần mổ hở này ông ta lấy đi nửa lá gan của bệnh nhân xong đầu đó cẩn thận đóng ổ bụng khâu vết mổ lại giơ tài ra hiệu cho người phụ mổ vị bác sĩ tiếp tục vành mắt bệnh nhân nhanh nhẹn bóc tách lấy rác mạc của người đó thao tác nhanh đến nỗi chỉ mất khoảng 10 phút xong công đoạn này sau đó anh ta được đưa ra khỏi căn hầm trong tình trạng còn hôn mê kế đó một người bị trói tiếp tục được đưa lên nằm trên bàn phẫu thuật anh này cũng bị chụp thuốc mê một lát sau đã không biết gì nữa thì ra đây chính là một điểm buôn bán nội tạng trá hình Hầu hết các nạn nhân được đưa đến đây đều từ bên kia biên giới Vì lợi nhuận, bọn chúng bất chấp đạo lý Bất chấp tính mạng con người Còn họ không khác gì xúc vật Một loại động vật cao cấp siêu lợi nhuận Và khi các nạn nhân nhận ra nguy hiểm Và biết mình bị bán tất cả đã muộn rồi Họ bị đưa ra khỏi biên giới Cách xa nơi mình tưởng sinh sống hàng ngàn cây số Bản thân một chữ ngoại ngữ không biết Việc thoát khỏi hang ổ của bọn ác quỷ là bằng không Một tuần sau Lúc này Hân dọn về nhà mình ở Công việc ở trường đã trở lại nhịp độ thường ngày Từ hôm Đạt bị kẻ xấu bắt đi Cô không còn bị làm phiền nữa Cô không thấy cuộc gọi nào lạ cho cô Chẳng biết bọn chúng đưa Đạt đi đâu Tiếng anh biến mất một cách nhanh chóng Làm Hân chưa kịp thích nghi Tuy trước đây cô sống trong tâm trạng mệt mỏi Chán trường khi ở bên Đạt Giờ chỉ còn lại một mình Hân cảm thấy lẻ loi cô đơn Trên chính ngôi nhà của mình Anh ta một đi không trở lại Đồng nghĩa với việc cô không bị quấy dối Nhưng bản thân lại không cảm thấy vui Một tuần ba buổi Cô đến dạy thêm cho Cường Cô cậu càng ngày càng tỏ ra quấn quýt Quý mến cô Chỉ giúp việc cũng vậy Cảnh kỳ thì bớt lạnh lùng Tuy vậy giữa anh và cô chỉ có những câu chuyện trò xã giao Hoặc xoay quanh việc học hành của Cường Tuyệt nhiên anh không bao giờ chia sẻ Chuyện riêng tư với cô Chỉ có duy nhất một lần anh hỏi cô về Đạt Cô nói anh ta thực sự rời xa mình Đi đến sống ở nơi khác lời cô lúc đó thoáng buồn khiến anh cảm thấy mình hơi vô duyên. từ đó không hỏi thêm cô vấn đề này lần nào nữa. một tháng sau, tòa gọi hân và đạt lên hòa giải lần cuối. vì đạt không có mặt tại tòa án, cô hẹn tuần sau giải quyết. tòa có một tuần đang thông tin lên cổng thông tin điện tử của tòa, niêm yết công khai việc của cô. đồng thời họ gửi thông báo cho đạt để anh ta biết, nếu sau một tuần đạt không đến, tòa xử lý ly hôn vắng mặt, rời khỏi tòa án hân chạy xe đi vô định đầu óc trống rỗng cuối cùng thì cô về đến nhà mở điện thoại coi thấy mấy cuộc gọi nhỡ của thảo cô bấm máy gọi lại đổ bên kia thảo lo lắng vang lên thế nào rồi chị khiếp chị cứ làm em lo chết đi được ấy lão ta có đến không mọi việc giải quyết xong rồi đúng không chị chưa em ạ à, vì đã không có mặt nên tòa hẹn tuần sau mới giải quyết trời ơi cái lão ấy đến giờ này còn nám chị lão có phải trẻ con đâu bác người ta đi tìm như tìm trẻ lạc vậy á biết sao được hả em số chị vậy rồi cãi sao được hy vọng một tuần sau mọi thứ sẽ ổn chị đang ở nhà đấy à đi em chạy đến nói rồi thảo tắt máy đến nơi thấy thần sắc mệt mỏi của hân thảo không đừng được bảo cái thằng cha đấy có khi nào bị bán đi mổ lấy nội tạng không chị chỉ có thế mới lặn mất tâm mất tích mà như vậy là hay ấy. từ giờ trở đi chị đỡ bận tâm về lão có thể thảnh thơ mà lo cho mình nhưng chị cứ cảm thấy bất an quá có khi nào đã xảy ra chuyện rồi không em? Chị cứ thế này bao giờ mới dứt ra khỏi cái mớ bong bong đó Em nói thật may cho chị đấy Chứ cứ giảng díu mãi phí cả một đời Ngáp vài cái hết bà thanh xuân Tranh thủ đang trẻ kiếm lấy tấm lưng cho mình dựa vào đi chị Em thấy bố của Cường được đấy Anh ta có vẻ quan tâm đến chị Lần này chị phải nắm chặt Cơ hội đừng để nó vụt qua Chị qua một lần đò rồi Đâu dám mơ tưởng cao sang đâu em Huồng chi người ta là tổng tài một tập đoàn tài chính lớn Kem người mẫu chân dài có mà xếp hàng dài Chị không dám mơ Tự biết bản thân mình là ai Cái đó dành cho em thôi hmm, Chị cứ như bà già khốt ta biết ý, Quê chết đi được Hân chợt đề nghị Hay em xin bố mẹ qua đây ở với chị cho vui Ở một mình chị chán quá Có hai chị em cũng đỡ cô quạnh hàng ngày đi làm cùng nhau cho tiện Hay chị sang nói với bố mẹ em nhé Thôi em mà đi ông bà buồn chết Để thi thoảng em xin bố mẹ cho qua chơi với chị một hai ngày Em chán chị lắm ý Đang còn trẻ cứ nhốt mình như bà cô lỡ thì Hai chị em ngồi hàn huyên với nhau một lúc nữa thảo về Mặc cho Hân giữ ở lại không được Chỉ một mình trong căn nhà rộng lớn Hân thấy mình cô đơn quá Đêm nay đêm đầu tiên cô trở về tình trạng độc thân đúng nghĩa Sau chuỗi ngày dài đằng đẵng sống không hạnh phúc bên đạt Trở mình mãi ngủ không nổi Cô lan qua lăn lại như là dán cá Thực sự thấy đêm sao mà dài thế này Chờ có tiếng động ngoài cửa rất to Khiến hân giật mình dòng tai nghe Lại thêm vài tiếng động lạ Bụng bảo dạ đêm hôm không nên ra ngoài Nhưng lý trí thôi thúc dục rã Làm đôi chân vô thức tiến lên chỗ công tắc bật đèn và mở cửa Khi cánh cửa bật ra Ngay lập tức bóng đen ập vào Hân chưa kịp định thần Thấy đôi mắt tối sầm Người cô rũ ra không biết gì nữa Một đôi tay cứng như thép đỡ nghe lấy cô Đồng thời tiếng nói vọng ra Tắt đèn đóng cửa lại Sau đó rút mau Hân nhanh chóng được người kia bế thốc lên chiếc xe hơi Đang chở sẵn ngoài cửa Chỉ chờ có vậy chiếc xe lập tức lướt đi Ngôi nhà tối đen như cũ Tất cả sự việc diễn ra chưa đầy 10 phút Xung quanh y mắng như tờ Chứng tỏ những gia đình xung quanh cũng không biết gì cả Chị Audi chạy khoảng 10 phút Dừng lại tại ngôi biệt thự Tên đàn ông nọ mở cửa xe Bề hân một mạch lên phòng riêng Sau khi dặn dò bọn thuộc hạ Đã cô nằm xuống nệm Hắn bắt đầu lím mép đều giả nói Sau bao ngày bày binh bố trận Em về tay anh Giá ngoan ngoãn chút ấy, anh không phải làm thế này Tươi mất hứng tí Nhưng anh tin trước sau gì em cũng ngoan ngoãn nghe lời Nhiều cô gái muốn phục vụ anh không được Còn em từ giờ đường hoàng Trở thành phu nhân của tới cấu Chỉ cần em chiều anh ấy, Em muốn gì anh cũng làm cho em Kể cả hai sao trên trời Nói xong Hắn nhếch miệng cười khả ố Rồi cởi phang bộ đồ đang mặc trên người Nhìn Hân Thực sự hắn không thể kìm được Vì Hân chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ Hắn dễ dàng lột tung ra Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo Thân thể cô như tượng thần vệ nữ Bằng xương bằng thịt Không nghĩ ngợi gì tới cấu độ ập người vào cô Hắn không nhớ bao nhiêu con đàn bà qua tay mình Sau Hân là cô gái đẹp nhất hắn từng thấy Vì bị trúng lượng thuốc mê lớn Hân ngủ say mê mê không biết gì cả mặc cho thằng đàn ông khốn nạn dở những trò bẩn thỉu với cô đêm đấy tới vần vỏ cô chán chê không biết mệt tất cả các kỹ năng đều được hắn phô diễn chỉ có điều hắn như một kẻ đi săn độc hành dày xéo con mồi trong khi nạn nhân nhắm mắt nằm in bất động không cam tâm hắn lấy điện thoại đặt chế độ quay tự động hắn nghĩ chỉ có làm cách này mới khống chế được cô một người phụ nữ trọng danh tiết như là hân không thể để cho bản thân mình hoen ố mỉm cười đắc thắng tớ cấu ngấu nghiến thân thể như hoa như ngọc bên dưới không biết hân nằm như vậy trong bao lâu để khi cô cảm nhận toàn thân đau ê e ẩm đầu óc nặng trịch mới mệt mỏi mở mắt đầu tiên thấy mình đang ở căn phòng xa lạ sợ hãi khi thấy bản thân trong tình trạng không một mảnh vải cô hoảng hốt hét lên tuổi đâu thế này ai kẻ nào hãm hại tôi có ai không cứu tôi nhìn sang bên cạnh tên đàn ông nằm ngủ ngon lành Hân giận dữ túm lấy người hắn cảo cấu Tuyền tới lúc này tỉnh ngủ Như biểu cảm của Hân là hắn lao đến ôm chặt cô trong lòng Bình tĩnh đi em yêu là anh đây Anh hứa từ nay chăm sóc em chu đáo Em là của anh Hãy quên thằng chồng tồi tệ đó đi Giờ em là bà Hoàng của tới cấu Anh yêu em hơn à Hà cái tát được Hân dồn hết sức Và thẳng mặt tên đàn ông trước mặt Mắt cô bắn vào hắn Những tiên lửa đầy giận dữ Cô gào lên Đồ khốn nạn Anh làm gì tôi Lũ các người khốn nạn như nhau Anh dùng thủ đoạn bỉ ổi này làm nhục tôi Dẫu chết tôi cũng không bao giờ chấp nhận anh Tôi kiện anh về tội cưỡng hiếp Bạt giữ cười trai pháp luật Chống mắt lên mà coi tôi căm thù anh Xem ngây thơ vậy cưng Em định kiện anh cho ai xem Ai tin em nào Em đừng nóng tính suy nghĩ mắc khôn như thế Chỉ anh mới đủ điều kiện đem lại sung sướng hạnh phúc cho em Giờ em không cần làm gì Cũng bỏ luôn cái nghề bán cháo phổi đi Mấy cái đồng lương dạo cỏm cõi có, có đủ tiền ăn sáng không Anh phẩy tay một cái Em muốn bao nhiêu cũng có Nói xong hắn với cái bóp đầu giường Rút ra cọc tiền mệnh giá 500 ngàn mới cóng đưa cho Hân Đây Cần tạm cái này đi mua sắm Thiếu thì cứ nói anh Anh đưa thêm nhé Để lát nữa anh bảo thần đệ Nó chở em vào tràng tiền Braza Thích gì thì em mua thoải mái Còn đây nữa Em giữ lấy cái thẻ bạch kim Muốn mua gì thì em mua Tiền tiêu không phải nghĩ miễn là em ngoan chiều anh là được anh đưa em lên thiên đường Hân à, em sẽ là cô tiên của anh Hân cầm sấp tiền tức giận ném thẳng mặt tới đồ đều, tôi không thèm những đồng tiền bẩn thỉu của anh, anh đúng là đê hèn tôi không ngờ anh đốn mặt như vậy anh tưởng có tiền mua được mọi thứ à anh nhầm rồi, mấy đồng tiền này chỉ mua được mấy cô gái bán hoa ngoài kia thôi, còn tôi anh đừng có mơ tôi vỗ tay đồm đốt hứng khởi nói, hạng gái đó anh không thèm anh toàn chơi hàng sạch thôi Phải người như em thì mới xứng chứ Em tưởng con nào muốn lên giường với anh cũng được á Cô khuya Ngày đó Hân không đến trường dạy học Cũng không thấy cô gọi điện báo cáo xin nghỉ Lớp học của cô lúc đó ổn lắm Vì không có cô chủ nhiệm Nên mấy cô học trò tha hồ đùa nghịch như ong vỡ tủ Lan giáo viên dạy lớp cạnh đó ngó sang không thấy Hân Thì ngoắc một cậu bé lại hỏi Cô giáo chủ nhiệm lớp con đâu rồi Dạ cô con chưa đến Sao giờ này chưa đến Nói xong Lan đi về lớp mình Nghĩ có lẽ kẹt đường hoặc có việc gì đó hơn đến trễ Nhưng đến 30 phút sau Không thấy cô xuất hiện thì lấy làm lạ Cô gọi điện cho hiệu trưởng Báo cáo hiệu trưởng Lớp 1 trên 5 không có giáo viên chủ nhiệm Học sinh làm ồn quá Anh gửi các lớp xung quanh ạ Tiếng hiệu trưởng gai gắt Cô Hân đi đâu mà để học sinh như vậy Em không biết ạ Từ đầu đến giờ chưa thấy trễ vào lớp Thôi được rồi Cô sang giữ trật tự lớp cho tôi tôi giải quyết Vâng chào hiệu trưởng chị hiệu trưởng bấm số gọi cho hân nhưng số máy thuê bao đây là chuyện hết sức lạ lùng chưa từng xảy ra với hân cho dù có việc gì đột xuất cô cũng rất kỷ luật báo cáo xin phép đàng hoàng sau nay lại vậy rốt cuộc hân có việc gì đây cô gọi cho hiệu phó chuyên môn để điều giáo viên dạy thay cho hân còn mình trực tiếp đi xuống lớp của hân vãn hồi trật tự đám học trò nhỏ vừa đi ra cô giả bước đến lớp của thảo một người bạn thân thiết của hân hỏi thảo Hôm qua cô gặp Hân không? Em có gặp hiệu trưởng Tối qua vừa từ nhà chị ấy về Có việc gì không ạ? À? Sáng nay Hân không đến trường Tôi gọi điện cũng không có được Liệu có vấn đề gì xảy ra không? Sao cô ấy nghỉ bất thường thế nhỉ? Thảo lo lắng Có khi nào chị ấy bị trúng gió không hiệu trưởng Tối qua em thấy thân sắc chị ấy không được tốt Nhà lại chỉ có một mình Em sợ Nghe Thảo nói Chị Hòa hiệu trưởng bỗng thấy trong lòng bất an Vậy để tôi nói bảo vệ Đến nhà cô ấy thử coi sao được rồi, cô và dạy tiếp đi Chưa đầy nửa tiếng sau Bảo vệ về thông báo Nó nhân khóa cửa kín mít Chứng tỏ cô không có nhà Một câu hỏi được đặt ra Cô đã đi đâu Chiều hôm đó Tin Hân không đến lớp xe học lan truyền khắp trường Giờ ra chơi Một nhóm giáo viên nhiều chuyện túm năm tụ ba xỉ xào Cô Lương dạy lớp 3 trên 1 lên tiếng đầu tiên Có khi á Hoa hậu bỏ đi tìm đại gia rồi nhở Bỏ chồng rộng cảng làm gì có ai quản nữa mà lo Một cô thì bảo Trời ơi giờ chị mới biết thì muộn rồi Người ta đẹp người ta có quyền Hay mai mốt chị em mình dành tiền đi tân trang nhan sắc xem Có mồi trà để anh nào không Thôi tôi trả ham Chồng mình mình xài Xấu đẹp gì cũng là của mình Ham đại gia có ngày lĩnh nguyên ca xít Lúc đó té ngửa ra hối cũng trả kịp Ở yên cho nó lành thôi Vậy là chuyện của cô giáo hơn Mỗi người một câu tam sao thất bản Chẳng biết đâu là thật đâu là giả Ai bảo môi trường sư phạm không có thị phi Bình thường không sao Nhưng hãy thấy nhà nào có chuyện Y như rằng đội ngũ chim cú bu và nhau tám chuyện Đúng là cái tật hóng chuyện của đàn bà Chẳng bao giờ bỏ được dù là ở đâu Chỉ khổ cho những nạn nhân của họ Trong khi đó Tại biệt thự của tới cấu Hân bị nhốt trong một phòng kín Bên ngoài có một thằng đứng canh Nên cô mọc cánh cũng không tài nào thoát được Điện thoại bị tới cấu tịch thu Hân như phát điên cô liên tục đập cửa rồi hét lên thả tôi ra các người có biết như vậy là vi phạm pháp luật không tôi kiện các người đấy mở cửa ra đi tên đàn ông nói vọng vào trong giọng lạnh lùng chị im đi được không anh tới muốn tốt cho chị nên bọn im làm theo lệnh chị càng gào càng mất sức nghỉ ngơi đi lát anh tới sẽ đến chị muốn được đối xử tử tế đừng có làm liều đại ca em thực lòng yêu thương chị chị đồng ý làm vợ anh ấy đi đừng có hỏng tôi không bao giờ làm vợ một tên xã hội đen như hắn các người là lũ đều già khốn nạn Tại sao dự cho bẩn thỉu với tôi Tôi căm thù các người Từ lúc đó mà cô kêu gào Tay gác cửa không thèm nói thêm một câu nào nữa Đến khoảng hơn 10 giờ sáng Tới đi lên lầu Hắn hất mặt ra hiệu cho tên đàn em rời đi Rồi mở cửa lách người vào Vừa thấy anh Hân lao ngay đến cao cấu khắp người Miệng không ngừng rủ xả Anh thả tôi ra Đừng mong chiếm được tôi dù tôi chết cũng không bao giờ chấp nhận anh Mở cửa ra Tôi cầu lúc này không mềm mỏng như trước Hắn ngước đôi mắt dìu hâu nhìn xoáy khuôn mặt cô Em tưởng ra khỏi nơi này mà dễ Không đơn giản đâu cưng Em chỉ có một lựa chọn duy nhất Ngoan ngoãn ở đây làm vợ tôi Có không hậu quả thế nào tự em gánh Đồ khốn nạn Sao làm như thế với tôi Tôi không thể bị giam lòng thế này Giết tôi đi Tôi không muốn sống nữa Tôi không cho em chết đâu một khi tớ cấu này muốn cái gì Thì sẽ có bằng được Em chính là thứ tôi muốn Bây giờ em không thích ở lại đây Muốn về chứ gì Vậy tôi cho em xem thứ này trước khi em quyết định Nói xong hắn nhàn nhạt, nhếch môi Lấy ra chiếc điện thoại rồi mở album Ngón tay nhanh thoăn thoắt ấn vào mục video Một đoạn clip hiện ra Trên màn hình đôi nam nữ trong trang phục Adameva Nhìn vào đó cô không tin nổi vào mắt mình Hắn định giật lấy chiếc điện thoại Nhưng tới cấu nhanh hơn hắn nắm tay cô bóp mày em nghĩ tôi đơn giản thế à đụng vào thằng tới này đâu có dễ hẳn em đã nhìn thấy người trong hình là ai đúng không chỉ cần em không nghe lời những đoạn này sẽ bị phát tán lên mạng ngay nó được đăng trực tiếp lên trang web của trường em nữa đấy lúc đó hình ảnh về cô giáo phương ân tràn ngập mạng xã hội hay ho lắm đi em à em dám đánh đổi danh dự của mình để lấy sự tự do không đủ khốn nạn anh là thằng tôi tôi căm thù anh bình tĩnh đi em yêu Chuyện đâu rồi có đó Em chỉ việc ngoan ngoãn như một con mèo nhung bé nhỏ Yên phận bên anh Rồi mọi thứ nó như mũi thôi mà Còn em gân lên ấy, Hậu quả thế nào không bảo đảm được đâu Đồ đều Ai cho anh làm trò đồi bại này với tôi Đúng rồi Chính anh là người chụp thuốc mê bắt cóc tôi Tôi kiện các người Còn người anh bị ổi Vậy mà dám mở mồm nói yêu tôi Nghe thực sự buồn nôn Điện thoại của tôi đâu trả cho tôi Bình tĩnh đi nào anh nghĩ em đủ thông minh biết mình cần làm gì mà Anh nói nghiêm túc đấy Với anh Một khi thích Bất kể giá nào cũng phải có cho bằng được Nhưng nếu bác cần ấy, Anh sẵn sàng di nó dưới chân Kể cả nó quý giá cỡ nào Anh chấp nhận để bản thân làm nhân vật chính Trong đoạn video được cả thế giới biết đến Thì cho dù là diễn viên đóng phim cấp 3 cũng đáng Hân không ngờ rằng Cô bị rơi vào tình cảnh oái oăm này Cô đã cố tránh Nhưng không thoát được bọn bẩn thỉu vô pháp luật đó Cô biết hắn không giỡn chơi Nếu cô bước chân ra khỏi đây Đồng nghĩa mất đi tất cả Và những hình ảnh nhạy cảm đó tràn ngập trên các trang mạng Hân bị cả thế giới phỉ nhổ Ô danh của cô biết bao giờ mới được rửa sạch đây Cơ hội được đứng trên bục giảng Tiếp tục truyền dạy những kiến thức của mình cho học sinh Cũng bị khép lại Tất cả các cánh cửa đóng sầm trước mắt Ngay từ giây phút cô nhìn thấy đoạn clip này Tới cấu thực sự quá mưu mô Hắn thực bị ổi Vì đánh vào đúng điểm yếu của cô Chính hắn chặn hết mọi ngả đường Dồn cô vào chân tường khiến cô không còn đường lui Thấy ván cờ mình sang ra Có vẻ hiệu nghiệm Con mồi bắt đầu nắm im chịu trận Tới cấu liền mở cửa ra Rồi lạnh nhạt nói Tôi cũng đã nói hết rồi Cũng phân tích thiệt hơn cho em nghe Giờ tôi không giữ được nữa Tùy em thôi Nếu thích thì em có thể đi Coi như chúng ta không có duyên Mọi cố gắng của tôi cũng là công cốc Em đi đi Nhưng Hân cũng ôm mặt khóc Cô thấy mình đúng là ngu dốt Bản thân đã dính bùn mặt mũi nào mà nhìn ai nữa Cô hận mình chủ quan không sáng suốt Để lường trước mọi việc Hận tên là nông đốn mặt trước mặt Hận mình yếu đuối chẳng làm gì được hắn Tại sao lại vậy Tại sao mọi thứ tổn tệ Cứ thi nhau phủ xuống đầu cô Cô làm gì nên tội có hại ai bao giờ đâu Sao trời chút dông tố vùi dập cô không tiếc tay Tới cấu đi đến bên Ôm chặt lấy cô vỗ về an ủi Hân đẩy mạnh hắn ra Như một thân liệu yếu đào tơ của cô Địch làm sao được với tên giang hồ xã hội Tức giận Hân cúi xuống cắn cái thật mạnh Và tay hắn không buông Cánh tay tới cấu vì thế bật máu Xong hắn không tức giận Từ từ buông cô ra rồi khinh khỉnh nói Em không đi chứ gì Mà em quyết định rồi đấy Tôi tôn trọng em Giờ em nằm nghỉ đi Tạm thời không nên dùng điện thoại Đồ khốn nhà anh Tôi nguyện dù anh chết sớm Anh đã chặt hết cánh tay của tôi Không cho tôi liên lạc với bất cứ ai Không cho tôi đi làm Thì thả anh giết tôi đi Nếu anh không giết tôi Sớm muộn tôi tìm cách giết chết anh Nghe tới Hân nói vậy Hắn phá lên cười đều giả Hay đấy tôi đợi em Chỉ sợ em không đủ can đảm làm điều đó Tôi vui vì chúng ta có giây phút ân ái mặn nồng Biết đâu một mầm sống đang hình thành trong em đời này nhiều bất ngờ kiếp này anh nguyện là chồng em nếu có kiếp sau chúng ta làm vợ chồng vậy nên nếu em có gan giết được tôi tôi sẵn sàng hai chúng ta cùng nhau xuống suối vàng nhé em có bây giờ ở yên đây cho tôi lát sẽ có người mang cơm lên cho em nói xong hắn đi ra chốt cửa lại tay đàn em chờ sẵn ngoài đó cái gác cẩn thận đấy nếu để cô ấy trốn thoát phải biết hậu quả thế nào rồi đấy vâng đại ca yên tâm chị dâu ở đây cứ giao cho em rồi hắn đi một mạch xuống lầu móc điện thoại Tờ cấu gọi cho thuộc hả Theo dõi nghe ngóng tin tức của Hân cho tao Cài cắm người trường cô ấy Có tin gì mới nhớ báo về nghe chưa Dạ vâng đại ca Chiều đó khi Kỳ đến đón con Thấy Cường hiểu xíu đi ra một mình Anh mới tiến lại Cô giáo con đâu rồi Cậu bé rơm rớm nước mắt Cô giáo bỏ đi rồi bố ạ Hôm nay cô không đến dạy Lớp con có cô giáo khác một chút buồn len nhẹ vật tim Khiến kỳ bất giác hẫng đi một nhịp Anh nắm tay con trai an ủi Giống như là an ủi chính mình thương ngoan con à Chắc nay cô bận Rồi mai cô lại dạy thôi Con muốn về nhà cô Bố chở con đến nhà tìm cô đi Hay cô bị ốm mà bố Ừ Vậy bố con mình đến nhà cô Kỳ vừa định mở cửa xe cho con trai Một cô giáo bước đến nhìn thấy anh nhoẻn miệng cười Chào anh ạ à, Anh muốn hỏi Hân à Chả biết cô đi đâu từ đêm qua Nhà cửa khóa hết Trường sáng nay tới nhà mà không tìm được Điện thoại cũng tắt luôn Vậy à, cảm ơn cô giáo Cô này ra vẻ bí hiểm nói Em nghe nói hình như chị Hân có bạn mới Biết đâu hai người đưa nhau đi du lịch ấy Nhưng nói gì thì nói Có đi thì cũng phải điện xin nghỉ một tiếng Đằng này, thả nào mấy hôm nay Em toàn thấy có chiếc Audi đậu ngoài cổng chờ chị ấy Kỳ không nghe thêm Anh chỉ gật đầu chào cô giáo rồi lên xe rời đi Cô này thấy vậy Nhìn theo với ánh mắt đầy ẩn ý nghĩ bụng cầu cho chị ta biến mất vĩnh viễn Không xuất hiện nữa thì càng tốt Mà chàng soái ca đại gia này cũng điên nhỉ Thiếu gì người Sao đâm đầu vào chị ta Gái qua đời chồng thì như cơm rang Báu bở gì đâu mà bập vào Mình tin sớm một Mình cũng chinh phục được anh ấy Chỉ cần con mụ hân không hiện diện tôi Đàn ông đúng là mù màu Khi cô ta ra chiếc SH1 của mình đi ra Gặp ngay anh thanh niên bám theo Anh ta kè kè bên cạnh Khi cô cảm thấy hơi phiền Hắt mặt tỏ rõ thái độ kiêu kỳ Nghĩ chắc thêm một vệ tinh trong cây xi mình đây Cô càng làm bộ phớt tỉnh Đến hát tư Cô nàng nghiêng người điệu đà rẽ vào con đường khác Nhưng tên đàn ông không buông Đi sát vào cô Chào người đẹp, anh mời em đi uống nước được không? Xin lỗi anh tôi không rảnh Anh biết, anh không làm tốn thời gian của em đâu Xin em 30 phút thôi Hy vọng có tin tốt cho em Em muốn nghe chứ Bản tính tò mò trỗi dậy nhưng cô cảnh giác nói, có gì thì anh nói luôn đi, tôi không có nhiều thời gian. Em muốn biết tin về cô giáo Phương Hân không? Phương Hân á, chị ấy đang ở đâu, anh biết không? Chuyện dài lắm, nói ba câu sao hết được. Mình vào quán cà phê trước mặt đi, yên tâm, anh không bắt cóc em đâu mà em sợ. Và đó, biết đâu anh có thể giúp gì cho em. Chết tiệt, tên này đúng là biết cô đang nghĩ gì. Thấy trời còn sớm. Cô liền gật đầu theo hắn vào quán cà phê trước mặt Sau khi gọi nước Tên này cũng chẳng khách sáo gì Và thẳng vấn đề luôn Hân chuẩn bị làm vợ của sếp tôi Tới đây cô ấy không đi dạy nữa đâu Bà Hoàng sửng sốt Tố Uyên tên cô giáo kia mới hỏi Anh nói gì Hân chuẩn bị lấy sếp của anh á Tại sao chúng tôi không nghe thấy Mà sếp anh là ai Tôi có nên tin lời anh không Tùy cô thôi nhưng tôi cho cô xem cái này nói xong hắn mở ambu mảnh chia cho uyên xem trên màn hình hiện ra hình ảnh hân hôn nhau với người đàn ông khác nhìn góc chụp chỉ thấy mặt hân người kia thì không thấy rõ mặt nhưng rõ ràng đó không phải kỳ nhìn đôi mắt ngắm nhìn của hân cô nghĩ thế này mà kêu đoan trang trở đất đang phê bỏ mẹ ra cứ làm ra vẻ thanh cao tội ị vào bộ mặt đạo đức giả của chị uyên bất giác thở vào Bất kể hân yêu ai Nghĩa không phải kỳ của cô là được Và thêm vài tấm ảnh được chụp Tại ngôi biệt thự sang chảnh Chứng tỏ anh không hề nói dối Cô bậm môi lại suy nghĩ Tại sao cái gì tốt đẹp Cũng dành cho chị ta như thế chứ Hết đại gia này đến đại gia khác Chăm sóc săn đón Có cô dù cố gắng bao nhiêu Chỉ có một Hai tên giáo viên quèn trong trường tán tỉnh mà thôi Bất giác bên nhìn xuống thân mình Cô ngon lành cành đào dáng dấp không phải người mẫu Nhưng cũng đốt mắt người nhìn Lại chưa qua lửa lần nào Thế mà cứ ế như thường thế này Đã vậy cô thu thập càng nhiều hình ảnh nhạy cảm của Hân Cô sẽ thổi bùng ngọn lửa Khiến hình ảnh của Hân xấu đi Tầm thường chứ không lung linh như nhiều người vẫn thấy Để rồi xem Quyên lúc này mỉm cười Anh chuyển cho tôi bức ảnh này được không? Tên kia nhận nha nói Được thôi Nhưng mà tôi được gì trong việc này nhở anh thích thì tôi sẽ làm cho anh như vậy quá hời rồi đúng không cô quen vị đại gia này không vừa hỏi tên kia vừa bấm đến một bức ảnh rồi chia ra trước mặt uyên cô chết sững khi nhìn hình ảnh soái ca đó đôi mắt cau lại nghĩ bụng chẳng cần biết gã này là ai nhưng hiện tại là người chung một xuồng với mình người ta thường nói kẻ thù của kẻ thù là bạn đấy sao Vậy thì mình chớp thời cơ bắt tay với anh ta mới được Trong bụng thì thích lắm rồi Sau ngoài mặt cô nàng tỏ ra bất cần thủng thẳng đáp Quen chứ, anh muốn gửi thông điệp tới anh ta à? Công nhận, xếp anh đúng là thâm thật Nhưng như vậy xếp anh được rất nhiều Còn tôi thì đơn thiệt kép Vì tự nhiên biến mình thành tay sai cho các anh Thôi, việc này tôi không có nhận Hạ màn đi cô em Tôi thừa biết cô tâm tiên anh chàng đại gia kia chẳng phải cô nóng lòng muốn lại bỏ kẻ ngáng đường à nếu giúp đại ca tôi đồng nghĩa cô lại bỏ được cái gai trong mắt thật là nhất cử lưỡng tiện đúng không một mũi tên bắn chúng hai mục đích tuyệt quá rồi còn gì nữa uyên làm bộ không quan tâm hờ hững nói một khi tôi muốn tiếp cận anh bản thân độc lập tác chiến cần gì phải dấn thân việc này vừa nguy hiểm lại gường thanh danh nếu chẳng may kế hoạch bị bại lộ nghe nói sếp anh cũng là nhân vật cộng cán và Phương Hân ở trong tay anh ta Thế thì chỉ cần tấn công người đẹp Lo gì không đổ đâu Đã là dép thì đứng trên nhiều người Cái đầu dứt khoát hơn hẳn tôi với anh Cần gì đứa tép diêu như tôi cho vướng cẳng Hai bên chúng ta Mỗi bên đánh một hướng Kiểu gì bên kia trả bại Tên đàn ông trước mặt mỉm cười Đưa tay vỗ vỗ Đoạn hắn nhếch mép nói Cô thông minh thật đấy Không hổ danh là một cô giáo Nhưng cô chỉ nghĩ được cái trước mắt Mà không tính đến phương án lâu dài Đại ca tôi muốn làm việc gì cũng phải chắc thắng 100% mới ok Hố hồ, hồ tên đại gia kia đầu đầy sỏi Cô nghĩ anh ta đồng ý yêu cô chỉ vì sự nhiệt tình thôi Cô nhầm rồi Nó cô đừng buồn Một người ngồi trên đống tiền như hắn Hẳn có nhiều mỹ nữ vây quanh Cô lấy gì so với họ Chỉ cần một mình hân thôi Đủ chấp mười người như cô Vậy nên cô làm gì có cửa Cô thử nhìn mình xem Cô chỉ là một cô giáo quèn với đồng lương còm cõi chết đói Nhan sắc chỉ bằng một gót chân của hân Cô dám tự tin cơ đổ anh ta Cô nằm mơ giữa ban ngày đấy à Quên cái mùa xuân đó đi Cậu nói tên kia Khác nào cái tát chí mà Tát thẳng vào mặt Uyên Mặc dù giận Nhưng những lời anh ta nói quá đúng máu sĩ diện nổi lên Cô ta hát mạnh mái tóc rồi bảo Được rồi anh khỏi cần nói Tôi đồng ý bắt tay với các anh Nói đi Xem anh muốn tôi làm gì À mà tôi có một điều kiện Nói đi nếu cảm thấy điều kiện cô đưa ra hợp lý Tôi sẽ giúp cô Tôi muốn xếp anh giúp tôi Trong việc chinh phục chàng xoái ca đó Làm cách nào thì tôi không biết Nhưng tôi phải có được anh ta Tôi đồng ý giúp các người Các người nên có đi có lại như thế mới phải chứ Coi như đôi bên cùng có lợi Rồi anh nói đi Tôi cần phải làm gì đây Cô ghê gớm hơn tôi tưởng đấy Nhưng mà không sao Tôi về nói lại với sếp vì lời đề nghị này Dĩ nhiên một khi cô giáo Hân đã là vợ đại ca tôi Anh ấy cũng không hề muốn có thằng nào sớ dớ Hay dòng ngó đến vợ mình Điều tôi muốn cô làm Gửi cho hắn thông điệp Hân là bông hoa có chủ Và hắn đừng mong tán tỉnh cô ấy nữa Uyên cong môi nói Chỉ bằng mấy bức ảnh né Tôi e những thứ đó không đủ làm cho anh ta tin và rút lui Có chiêu gì nặng đô hơn không Để đàn ông nhìn Uyên Do xét một hồi rồi bảo Dĩ nhiên tôi phải có nhưng trước khi cô bắt tay thực hiện kế hoạch Tôi muốn chúng ta có bản hợp đồng giao kèo đàng hoàng Mấy cái việc đời tư này Cần làm quá lên không Anh cứ làm như hợp đồng kinh tế không bằng Tôi lấy tư cách một nhà giáo thề với anh được chưa Nhưng gã thanh niên lạnh lùng đáp Không được Sếp tôi là người làm ăn lớn Mọi việc cần được khẳng định chắc chắn Bằng mấy câu nửa miệng của cô mà tin được Sếp tôi khác nào đứa học sinh lớp 5 Ngồi nhỡ cô chưa qua cầu rút ván Hay lật kèo thì làm sao về để tốt cho hai bên ta cứ nên cẩn thận chút cái này cũng đơn giản thôi hợp đồng bên tôi chuẩn bị cô chỉ cần điền tên và ký vào là xong một bên giữ một bản ok uyên tái mặt không ngờ bọn họ theo dõi cô từ lâu cô chính là lựa chọn là cái đích họ nhắm đến cầm trên tay bản hợp đồng gã đưa cho cô cô bắt đầu cắm cúi đọc quả thực bên đó rất khôn họ ràng buộc theo kiểu nếu cô quay xe những gì mà cô làm chính là bằng chứng chúng trưng ra nhằm buộc tội cô bất cứ lúc nào. Ngậm đi ngẫm lại, thấy Trung Quy chẳng có gì ghê gớm. Cũng lắm sự việc đổ bể, những kẻ quay lại đoạn clip kia mới vi phạm pháp luật thôi. Chứ cô dính líu gì, cũng chỉ là lỗi vô ý. Chỉ cần giải trình sơ sơ với lý do chính đáng, cũng lắm bị nhắc nhở thôi mà. Kể cả những đoạn video kia có bị phát tán cũng chẳng phải do cô. Thế là Uyên gật đầu, Cô chỉ cần cho kỳ biết sự thật là được Còn mọi việc cô vô can. Nghĩ vậy uy không chút ngần ngại Mạnh bạo ký xoạch vào tờ giấy Ngồi đối diện gã mỉm cười hài lòng Bút ra gà chết Đưa cho cô một bản Còn một bản gã cất ngay vào cốp xe Rồi chia điện thoại cho cô xem đoạn video clip Nhìn vào đó Uy đứng hình chết sững vì nó quá rõ nét Nhưng khi quan sát kỹ Cô nhận ra có gì sai sai Rõ ràng hơn không hề tương tác chỉ có mình người đàn ông vần vò cô Trong khi làm chuyện đó Mắt cô nhắm nghiền Không phải đang hưng phấn Mà kiểu bị chuốc thuốc mê Đúng rồi Với hiểu có điều gì đó khuất tất Nhưng kệ Mặc chị ta bị làm sao Đoạn phim này cực kỳ hữu dụng đối với cô Nó khiến nữ chính trong clip Một bước xuống địa ngục Hay ho rồi đấy Không tin Kỳ sẽ làm ngơ khi thấy thước phim này Một kế hoạch manh nha bắt đầu Đưa cô vạch ra Gã kia nhận nha nói tôi chuyển đoạn phim này cho cô nhưng cô phải đảm bảo nó không được phát tán lên mạng làm cách nào cho cái thằng đại gia kia bỏ cuộc là được cái này không khó đúng không nhắc lại cho cô nhớ đoạn clip này chỉ lưu hành nội bộ cô xem được nhưng không được chia sẻ chỉ cần đoạn clip bị phát tán cô tin không chính đại ca tôi là người trực tiếp hỏi thăm giao cô cho công an lúc đó không chỉ mình phương ân mà cô cũng tiêu tan sự nghiệp vì tội bôi nhọ phát tán văn hóa phẩm đồi trụy Điều này có trong hợp đồng đấy Uyên nói cứng Anh không cần nói những câu thừa thãi đó làm gì Tôi ý thức được việc này nên anh yên tâm Ngày sau câu nói của cô Tên kia bảo cô đọc số điện thoại 5 phút sau có tiếng tinh tinh vang lên Vậy là hắn chia sẻ thành công cho cô đoạn clip Và một loạt hình ảnh nhạy cảm của Hân Việc giao dịch đến đây hoàn thành Cả hai chia tay nhau nhanh chóng Uyên cực kỳ phấn khích Khi sắp chơi xấu được đồng nghiệp chỉ cần đoạn video và những ảnh nóng của Hân bị lộ ra Cô tin chẳng thằng đàn ông nào có thể làm ngơ Một đụ cười tinh quái nở trên môi cô ta Lòng Uyên rộn lên cảm xúc lâng lâng khó tả Lần này thì chị chết với tôi rồi Hân ạ à. Đừng tưởng mình ngoi đầu lên người khác ngồi mà vênh Tôi tin chỉ mấy ngày nữa thôi Kỳ sẽ coi chị như một con phò Sẵn sàng gạt chị ra khỏi đầu Anh ấy sẽ là của tôi Nhất định là như thế tại nhà kỳ hôm nay đúng ra là ngày dạy thêm của hân nhưng cô vắng mặt tự nhiên anh thấy tiêu thiếu một thứ gì đó chị ông hỏi ngay hôm nay cô hân không đến hả cậu cô ấy bận chị ạ cứ nghe nhắc đến cô giáo mặt buồn so không biết ngày mai cô giáo con có đi dạy không bố cô đi đâu mà lâu thế ạ cha cô có việc mới nghỉ dạy đây con mong là cô sớm trở lại dạy các con hay bố gọi điện cho cô đi con muốn nói chuyện với cô con nhớ cô một nỗi buồn man mác khó gọi tên len nhẹ trong đầu Kỳ chợt thấy bất an khi ghi đến Hân Gạt đến nỗi lo lắng trong lòng Anh lấy điện thoại gọi cho cô Nhưng trả lời anh Chỉ là tiếng báo hiệu thuê bao của tổng đài Rốt cục Hân đi đâu Có việc gì xảy ra với cô Tại sao cô tắt máy trong nhiều giờ Kỳ chỉ tiếc rằng Mối quan hệ của anh và cô Mới dừng lại mức giáo viên và phụ huynh thôi Nên anh muốn quan tâm nhiều hơn Thì cũng khó và các bạn thân mến, đến đây nội dung của tập truyện thứ hai cũng xin được kết thúc rồi. Chúng ta sẽ cùng đón nghe nội dung tập 3 trong giờ phát sóng kế tiếp nhé. Chia sẻ lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận, cũng như đừng quên đăng ký kênh, theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác. Xin chào và hẹn gặp lại.